chào cả nhà, cả nhà ơi. Tối nay là buổi tối nè cả nhà ơi. Nhà mới nhiều quá trời luôn, mới làm xong quá trời. Nhắn đi ngựa làm quá trời nhiều màu nè mấy chị ơi. Mới làm mấy trăm nữa nè mấy chị. Nhắn đi ngựa tối nay em mới làm xong quá trời luôn. Chia sẻ được tặng quà cả nhà ơi. Dòng tối nay đầy đủ giao cho mấy chị rồi nha. Dòng 1 triệu 2 đầy đủ nha. Mà nhắn thì chưa rồi. Tối nay mà lại chút xíu nữa mấy chị. Mà lại mấy chút xíu cho mấy chị tặng 2 phần quà. Cô màu tím đi. Màu tím bơ gà đeo cho mấy ảnh tà tà ảnh theo đi. Màu tím đi con. Màu tím kia đi, màu tím 500 đi. Rồi mấy chị ơi, cho Mai một nút chia sẻ cả nhà ơi. Tối nay tặng 2 phần quà. Đẹp hết giải và bãi luôn. Hậu ơi, chị Mai chào em Hậu ơi. Ủa con có bấm lộn cho Trang không mi? Coi lại giúp con. Chào cả nhà, cả nhà ơi. Chia sẻ hộ em cả nhà ơi. Chia sẻ hộ em nha cả nhà. Trang sức đồng mình Mai ngày nào cũng có mẫu mới đẹp. Hai phần quà, hai lá bồ đề nha. Bữa nay em tặng Hy Lạp. Chưa có tặng tiền, giờ không có tặng nha mấy chị. Hồi chưa nhẫn nam 2 1 100 một chiếc, tặng một chiếc hết trơn luôn đó mấy chị. Sao con bưng lại giúp cô vậy? Hết trơn luôn đó mấy chị. Này mấy chị thấy mấy ngàn chiếc Mai bán hay không, ghê không? Hết trơn luôn đó mấy chị. Bởi em kêu mấy chị nhanh tay đặt đi, không chịu đâu. Một chiếc 100 mua chiếc tặng một chiếc rồi chưa mà like, mấy chị có thấy không? Quá trời mấy chị mua luôn. Mấy ngàn chiếc giờ còn mấy chục chiếc hết. Dạ lâu lâu đó mới có dịp một lần mấy chị thấy không? Chị nào mà chưa đặt hàng. Mấy cháu nói cô ơi, mấy cô mua quá trời mua rồi, hết trơn rồi đó. Mấy chị thấy một mâm mà chưa giờ sạch luôn nữa. Dạ mấy chờ, mấy chị yêu thương, lúc nào cũng bắt đắp. Cảm ơn mấy chị thật nhiều. Tối nay chia sẻ hộ Mai tặng 2 phần quà nghe mấy chị ơi. Hồi xưa em chơi lớn luôn, em chơi 4 phần. Em tặng 500 ngàn cái cạc 4 phần luôn. Bữa nay tối nay không có, tối nay không có hơi sung rồi. Tối nay yếu pin rồi. Tối nay hơi xìu xìu. Hai phần ông Như Lạc đúc. Gật đầu luôn nha. Ông gật đầu luôn nha. Cho cô cái giỏ này không? Cái giỏ thu hộp này. Em mới mới vừa mở ra cho mấy chị luôn á mấy chị. Không, chị thôi. Nè đó, dễ thương không? Ông Như Lạc em tự quách luôn nha. Cái đầu ổng cũng gật đầu, cái tay quạt 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 mát luôn quá trời luôn. Trưa nay trời nắng nóng quá. Chiều nay trời nắng quá mặc áo dây luôn rồi mấy chị ơi. Chưa nóng quá nóng rồi. Chia sẻ hộ em cả nhà ơi. Alo mấy chị, em cảm ơn mấy chị. Ủng hộ shop em thật là nhiều. Mua Mai bán đắt đắt lắm, nhờ mấy chị ủng hộ lúc nào cũng bán đắt hết trơn. Chưa mấy ngàn chiếc nhẫn giờ hết đó mấy chị. Hết luôn á. Rồi bây giờ em mấy chị muốn xem gì? Mai like cho mấy chị xem. Dạ, con bấm chữ hồi sao giúp luôn. Dạ em chào cả nhà hết nha. Chào chị. Chào Lương Hoàng. Rồi đúng rồi, chữ hồi sao đúng rồi. Rồi chào chị Hạnh Kim. Chào Hạnh Kim Mộc Miên, mấy chào Mộc Miên. Quy Quy, mấy chào Quy Quy. Dạ, mấy chào Nhật An. Mai Lê Thị, nay chị Mai đẹp quá. Dạ. Chào Pha Lê, chào cả nhà. Hello mấy chị, mấy em, chào cả nhà hết. Bích Thị, mấy chào Bích Thị. So xem nhẫn vuông đi chị. Nhẫn vuông một cây ha, phải không em? Nhẫn vuông trơn đồng vàng đúng không? Chứ đấy cho em xem liền. Mở máy lên con, bị hết pin đúng không? Ok, cho lấy em liền. Nhẫn vuông, nhẫn vuông. Thấy không? Đưa từ từ nè. Trễ đã thấy không? Mắt đẹp luôn ta đúng không? Nó sẽ là nó chày là nó sẽ xấu đúng không mấy chị? Đưa từ từ chứ, đâu lũi đây vô đây. Rồi, em gái ơi, nhẫn vuông nè em gái, 250 một cây. Đúng không? Nhẫn này đúng không? Nhẫn vuông đúng không Thị Bích rồi? Ok, mấy chị lấy gì nói mà lấy cho mấy chị xem. Rồi nhẫn vuông một cây chạm trơn 250. Mấy chị mua thích lo coi gì, tối nay Mai like cũng chút xíu à. Còn ông Tiến Mai nghỉ mấy chị. Dạ, đơn nhiều quá, hàng nhiều quá. Còn Tiến mấy em nghỉ nha. Mấy chị cho em một nút chia sẻ tí xíu, Mai quay phiếu cho mấy chị nha. Rồi nhẫn vuông 5 chỉ có luôn. 5 chỉ cái này lô năng lượng này à, chứ ơi. Lấy lô 5 chỉ đi chứ. Đây 5 chỉ đây. 5 chỉ 200. Em ơi 5 chỉ 200. Mà một cây là 250. Dạ yeah, quá trời đẹp, đẹp hết sải bà bãi luôn. Sao em không thấy người coi luôn á mấy chị?
Tại sao, tại sao không biết, tại sao không vô bên này con ơi, cục này bị đơ rồi, hư rồi. Cục này đâu phải cục này là máy cô đang xài cục này. Chia sẻ tặng hai phần quà cho tủ nha mấy chị ơi. Alo mấy chị. Cho cô cái bị. Cho cô cái bị để đem. Em cái bị. Mấy chị đợi em mai cái. Đợi em mai cái nha. Em để cái đây em xin cái điện thoại em nhìn. Em nhìn. Thế em thấy mình lận mấy cái em biết lấy đồ cho mấy cái xem. Thôi không mình lận là không thấy luôn. Mấy cái em thèm mày có thấy nhiều người coi không? Em không thấy luôn. Khổ nổi, cô vô ác đi. Thiệt ơi là tình, tình ơi là thiệt. Không thấy mình lận mình luôn sao biết được. Không thấy người coi nhiều người luôn mấy chị. Chị Kim Tiền coi đây, đang coi mai thấy nhiều người coi không chị? Kim Tiền ơi, Kim Tiền ơi. Cứu bộ, Kim Tiền ơi. Bích Phụng ơi. Đang coi Mỹ, Mỹ Kim ơi, đang coi chứ Mai thấy nhiều người coi không Mỹ Kim? Giúp chứ Mai coi. Con Vân. Cái máy này vô ác xong bị xóa nữa nè. Sư cô Bạc Hà ơi, đang coi chứ Mai thấy nhiều người coi không? Mình đang coi không thấy mình nhiều người coi nữa. Thiệt, thiệt tụi tình. Không thấy nhiều người coi luôn. Tần ơi, quá trời quá đất tệ gì mà tệ. Máy Facebook không làm gì em vậy ta? 62 người hả? Dạ. Ok. Cảm ơn mấy chị, cảm ơn mấy em, cảm ơn Kim Ánh ơi. Mày cảm ơn Kim Ánh. Để mày vô thoát ra mày vô lại cái. Mấy chị đợi mang cái nha. Rồi thấy rồi mấy chị. Rồi mai lên hàng cho mấy chị xem đây. Dạ em mai la nhẫn cho mấy chị nha. La nhẫn nha, mai la nhẫn nha. 85 người coi. Ok em, 93 người lên từ từ. Rồi, cảm ơn mấy chị. Gì con? 200. À, đó mấy chị yêu thương ơi, mai giờ này mà còn khách đó mấy chị ơi, thấy thương không, mai nhờ mấy chị ủng hộ. Rồi, lúc nào cũng bán đất, giờ này mới mưa mới tặng. Nãy mưa mấy chị, nóng quá xong rồi giờ mưa mới tặng. Rồi, mai lên nè, mai lên hàng cho mấy chị coi nha. Nhẫn ly ngựa 195. Hồi trưa mà chị nào có đặt hàng, nhẫn đồ là nhân viên em đang điện mấy chị nha. Điện không có rồi thì ngày mai nha mấy chị, có cho số điện thoại rồi là có đơn hết. Rồi, mai lên nhẫn ly ngựa cho mấy chị. Đẹp, 195 bao ship. Nhẫn ly ngựa giùm em. Mấy chị cứ bình luận nhẫn ly ngựa 195 cộng số điện thoại. Đẹp đeo cả đời. Đồng bên mai là bao đẹp mấy chị. Rửa xà bông, rửa chanh sáng bóng hới luôn. Rồi, nhẫn ly ngựa trước nha. Nhẫn ly ngựa. À, lên nhẫn nam đi chứ. Lên nhẫn nam hả? Ok, ưu tiên cho em luôn. Lên nhẫn nam ha. Rồi, chứ lên nhẫn nam liền. Nhẫn nam Mỹ trước đi. Đây có nhẫn nam Mỹ đây nè, rồi bắt đầu lấy nhẫn nam con. Đây nè em tình tình vân đơn phương. Trời ơi tình đơn phương với tình tình nên coi nữa ha. Rồi nhẫn nam Mỹ đắt lắm luôn em, không đẹp không lấy tiền, một chiếc 308 là chưa bằng nhau, tuyệt vời mặt trời. Nhẫn nam Mỹ sang chảnh đẹp nha, một chiếc 308. Đây ở sau đây là đồng, nhẫn này là đồng xưởng mai làm luôn, nhưng mà tại vì cái nhẫn Mỹ này mai cũng ghiền lắm, nhiều anh mai em xong làm mẫu nhẫn Mỹ bán rất là khó làm, y như nhẫn thiệt, y như vàng thiệt, đeo cực kỳ đẹp, cực kỳ đỉnh luôn. Rồi nhẫn Mỹ 308 sắp hết rồi đó, sắp hết nữa đó. Dạ mấy chị ơi, mấy anh ơi, đẹp chưa? Ở sau là đồng nha, đồng nha, nhái nhẫn Mỹ, nhẫn đồng á chứ không phải là nhẫn Mỹ đâu đó. Cái này là đồng mà làm kiểu nhẫn Mỹ giùm em, 308 mai bao ship cộng số điện thoại giùm em mấy anh mấy chị. Không đẹp không lấy tiền. Rồi mai cho mấy anh coi ở trong một chiếc này là lòng ở trong nó bằng luôn, nó bằng ở trong luôn, chắc lòng trong bằng luôn nha, bằng trơn bóng đẹp luôn. Nhẫn ly ngựa ok chị Lương Quỳnh. Rồi trong chiếc nhẫn có khắc mộc bình mai, trong chiếc nhẫn có khắc mộc bình mai nha cả nhà. Mấy chị thấy cái mộc không nè, ký hiệu của shop mai hết, mấy chị đeo khỏi sợ lộn nha, bên mai có ký hiệu hết, đồng nguyên chất bao đẹp cả nhà. Rửa xà bông, rửa chanh sáng bóng đẹp. Nhẫn nam thì thôi bao đẹp rồi,
Nhắn nam thì thôi. 380 mẫu này nha. Dạ. Có thương em không? Thương em chứ. Chứ mới thấy nè. À, Lê Nhung, chứ mày chờ em nha. Sao em thấy bình luận của Lê Nhung vậy? Cô Lê Nhung nói gì đây? Có dây chuyền phan lập bao nhiêu vậy shop? Dạ, dây chuyền phan lập mai mới làm xong cộng này hơn một lượng có 800. Lấy cộng này giúp cô. À, thương mấy chị lắm đó, thệ tối nào mấy chị cũng coi mai. Tối nay không có định like, quá trời đơn rồi. Hồi trưa mai lên like nói thệ luôn là rất là nhiều đơn. Nhiều lắm luôn, hồi trưa mai chơi game nè. Rồi mai chơi cái gì? À, mua một tặng một nè. Quá trời đơn, mấy cháu nói cô ơi đơn nhiều lắm. Mà bữa nay hàng nhiều quá mới like nữa. Nè, dây này mới làm xong tối nay nữa nè. Nó đẹp tuyệt vời mặt trời luôn. Dây mai đang đeo nè mấy chị. Cộng này là phan lập nó hơn một lượng, mấy chị đeo thường ngày vừa đeo nó không lớn không nhỏ. Cộng này là mã số 4 nó có 800.000. Đặt hàng để số điện thoại giùm em. Dây mã số 4 phan lập đẹp cực kỳ luôn. Mới làm xong luôn. Móc là móc tròn. Nè mấy chị. Ủa dây này nhiều lắm mà Mi. Dạ. Mới làm xong nhiều nãy cô thấy một bọc luôn mà. Có gì đó cô. Cô nếm đủ chưa? Dạ đúng. Rồi, dây này là mai đang làm, mấy chị cứ lấy đi, tối nay làm mới được có mấy cộng nè. Tối mai nhiều lắm nha. Mã số 4 800.000. Rồi, mai lên nhẫn nam, nhẫn nam. Em nào lấy dây thân lật với em. Cộng mai đang đeo nè. Đang kéo ra sao cho nó. Cho thấy mặt cũng gì lạ. Cộng mai đang đeo cộng này đẹp đấy nha. Tối nay mới làm xong bữa giờ hết nè. Con lấy cộng này giúp cô luôn. Cộng này đẹp lắm, mấy anh nam đeo là mấy chị nữ cũng đeo được luôn, cực kỳ đẹp luôn. Rồi. Cộng lên lắc nữ nha chị. Dạ. Rồi đợi mấy cái gì mấy cũng lên cho mấy chị xem. Hiền Thái ơi, mấy chào Hiền Thái. Ồ nè mấy chị ơi, dây mã 100 tối nay mày mới làm xong nha. Em cho mấy em phê với mấy chị nha. Mấy chị nào có thích đặt hàng để số điện thoại giùm em. Chúc lên dây mấy chị. Chúc lên dây, em lên mấy cộng dây này là bán đắt lắm luôn, mới làm xong nè mấy anh mấy chị. Cộng này là mã 100 làm không kịp giao luôn nè. Đẹp chưa? Mã 100 1 triệu bạc à mấy chị mấy anh ơi, đặt nặng nút nha, đặt nặng nha. Nặng khoảng 1 cây 8 á. Mã 100. Đây rồi cộng này là cộng này nè. Trời ơi không có chị nào anh nào chê hết nổi. Cộng này là tuyệt vời mặt trời, có 1 triệu mốt nặng đặt nha. Cộng này nặng khoảng 2 lượng rưỡi nha cả nhà. 1 triệu mốt nặng 2 lượng rưỡi. Rồi bao mấy anh nam đeo tuyệt vời luôn. Ký hiệu Bình Mai trên cái móc. Dây 1 triệu mốt. Bao đẹp. Chị nào có là ngày mai có hàng liền. Đó, ở đây hết làm được mấy chục cộng thôi. Rồi. Dây 1 triệu mốt. 1 triệu mốt đẹp. Mấy anh nam đeo là bao đẹp. Dây này là chữ công. Chữ công nha. Chữ công rất đẹp luôn. Rồi cái tròn tròn này là kim tiền. Nặng đặt khoảng 2 lượng rưỡi. Có 1 triệu mốt thôi cả nhà ơi. Cho số điện thoại giùm em. Rồi tối nay mới làm dây xong. Dây phan lập là mã số 4 giùm em nha. 800. Đó, tối nay làm dây mới xong. Rồi dây cái khế đẹp tuyệt vời mặt trời luôn. Dây cái khế cũng mới làm xong thêm luôn. Dây cái khế có 600. Nói mấy chị, ngày làm được có nhiều đó mấy chị. Có dễ ăn đâu mấy chị ơi. Dòng nha. Dòng tối nay mới làm xong nhiều. Dòng mai đăng làm tối nay làm xong nhiều. Nhẫn ly ngựa ly 8. Dạ, nhẫn ly ngựa tối nay mới làm xong nhiều. Mỗi thứ làm chút vậy đó mấy chị. Nè. Nhẫn ly ngựa làm chưa chắc xong nè. Nhẫn ly ngựa thì thật là nhiều. Nhẫn ly ngựa này dễ đeo. Dễ đẹp. Nhẫn ly ngựa đầy cái ơi. Ni nhỏ, ni lớn, ni bé, ni to gì cũng có hết. Ni mà ngón cái nè, có luôn. Rồi ni ngón út có luôn. Nhẫn ly ngựa 195 chứ ơi. Bao ship. Ly ngựa cô Tư ơi, tổng số điện thoại ok. Một. Rồi 195. Rồi mai lên nhẫn nam. Nè chế lấy thêm cái lắc ly ngựa nè. Lắc ly ngựa bắn rắc lắm luôn. Mày mới làm xong nữa nè chế. Nè mới làm chắc chưa đem vô nữa đó. Lắc ly ngựa 580 cô Tư ơi. Lấy lắc cây ngựa luôn đi, đẹp lắm luôn. Lắc cây ngựa 580 cộng số điện thoại giùm em. Rồi bây giờ em mai lên nhẫn nam nè. Nhẫn nam nha. Mai qua nhẫn nữ, mai lên nhẫn nam cho cái em đẹp trai gì coi cái. Rồi nhẫn nam chữ tài lộc em ơi. Nhẫn nam chữ tài lộc 350.000 bao ship. Không đẹp không có tiền. Đồng bên mai là chỉnh vàng 18 miền Tây. Thổi chê luôn. Rửa xà bông rửa chanh nha. Đồng ngày đầu nhất là nó ra ten nhiều nhất nha. Dạ. Cảm ơn tình yêu chưa mình chúng quà. À chúc em mua mai bán đắt. Dạ ok Lâm Lâm Nguyễn ơi. Nhắn tin lên trang giùm em. Nhắn tin
tin qua Zalo giúp mày nha. Nhiều lắm, mong có mày không có nhớ nổi đâu. Chụp màn hình lại nhắn tin qua bên Zalo giúp mày nghe tình yêu tôi nha. Lâm Lâm Nguyễn. Rồi, ok mấy chị. À, cho em xem cái nhắn vuông. Nhắn vuông. Ok em. Nhắn vuông một cây với 5 chỉ nghe em, 200 và 250 thị Bích ơi. Rồi, cái like cho em liền. Chia sẻ hộ em gái mấy chị yêu ơi. À. Đang like không thấy nhiều người coi. Mấy chị thấy em nhiều người coi không? À, em không thấy em nhiều người coi luôn mấy chị. Tắt cười quá. Ghế cười, ông Facebook này không làm gì tôi mà tôi thắt cười luôn á. Không thấy nhiều người coi chắc mấy chị. Biết nữa, biết nhiều người coi luôn không bị nó bấm cái gì không biết. Em lên cho mấy chị nha. Chiếc nhẫn tài lộc đang cái lấy máy trực tiếp chính là không thấy nhiều người coi mấy chị. Mắc cười quá luôn, mắc cười luôn á thiệt. Giống như bình luận giùm em chạy khổ nổi. Cái Facebook mấy chị bình luận là cái máy em tự động nó luôn. Mấy chị có bình luận là nó chạy vô đây nè. Đó, nó chạy vô cái máy em coi máy app á, nó mới thấy. Còn cái Facebook đang like là nó không thấy nhiều người coi luôn mấy chị. Khổ thiệt. Con gắn pin vô con để hồi hết pin không thấy đường. Dạ, chị bé mời một chiếc lắc đi ngựa 580 chứ ơi. Đi nào cũng có 48-50. Để cười tí xíu nghe mấy chế. Tệ cái Facebook không thấy nhiều người coi. Rồi, em lên cho mấy chế coi. À, chữ tài lộc. Tài lộc. À, 350, 350.000 bao ship. May có màu đen nha. Màu đen đang cầm. Nè. Ở trong hộp đá đen này ha. Rồi. Xanh lá này ha, xanh lá nha. Rồi đỏ nè. Đỏ nè, đưa kỹ lắm cho cả nhà mình coi. Rồi xanh đen nè. Đó, đủ màu hết trơn nha. 350.000 chữ tài lộc. Nè con ơi. Bay mấy chế ơi. Nhẫn này là mã 003. Mà mẫu này em cũng sắp hết nè. Lúc nào cũng bán đất cũng hết trơn luôn. Rồi chiếc này. Chiếc này là mai còn 3 màu thôi cả nhà ơi. Màu trắng hết rồi. Mã 003, xanh lá, đỏ, trà. Chiếc này 300.000. Bao ship mã 003. Cho em coi bông tai. Bông xem cement bản nhỏ một bộ. Dạ. Con ơi bông bông tai mai đang đeo hả sao Ngọc ơi? Trần Hương Ngọc ơi, bông tai cái mai đeo là ngọc trai. Ngọc trai ở trên, sao đích chặn 250.000. Rồi chứ lấy cho em liền. Rồi, em gái ơi, thị Bích ơi, nhẫn đồng vàng vuông nè em. Một lượng 250.000 cái mai bao ship luôn. Một lượng nè. 250.000 bao ship. Ship mai là nhẫn cho mấy chị nha. Rồi, 5 chỉ nè em. 5 chỉ 200.000 bao ship. 5 chỉ trơn có chạm có 200.000. Cái ni nào cũng có hết nha. Ni nhỏ ni lớn ni nào mai cũng có hết trơn. Rồi. Bông tai mai đang đeo được không em Ngọc ơi? Hả là muốn like bông khác tí xíu chứ mai like mẫu nha. Cái mai like cái gì? Nhẫn nam tí xíu. Rồi mai lên bông liền nha. Bông tai này là 250.000 bao ship. 200 ngọc trai, bông ngọc trai giùm em. Có một mẫu một. Bông ngọc trai giùm mai nha. 250.000 mai bao ship. Rồi mai lên nhẫn này hiện giờ mai còn hết màu nữa mấy chị ơi, màu trà còn có ít xịu hết, còn chiếc hết luôn. Rồi chiếc này là mã 002, 300.000 mai bao ship. 002, để mai đeo nhẫn nam không cho nó dễ. 002, 350.000 bao ship. 002, chiếc này cũng đẹp, mới luôn, trà, đỏ và xanh lá, hết lóng tay luôn. Đẹp lắm nghe cả nhà ơi. Rồi mai gặp lô nào mai like đâu đó nha. Lấy cái dây xế chế 600. Giờ chọn giùm em một cái hộp màu trắng. Sửa vô dây phù hợp cho em. Thương Thảo ơi, dây xế 600. Cái hộp màu trắng hả? Cái sồn trắng nhỏ chứ mà ít có luôn nè ơi. Nói nghe nè, em thích sồn nhỏ nhỏ hả? Cái dây xế khế này con kiếm cái mặt màu nhỏ nhỏ cho em ơi. Em gái trẻ trẻ em lấy cái mặt chờ neo 220 được không? Chứ mày lấy cho em coi nha. Dây chế khế 600 nè. Rồi Phương Thảo ơi, dây chế khế 600 chứ lấy mặt chờ neo 220 cho em coi. Em còn trẻ đeo bảo đảm em được luôn nha. Dây chế khế 600. Rồi đợi cho mày kêu cháu lấy liền. Rồi mày lên là nhẫn nữa nha. Mày lên nhẫn nữ, nhẫn nam cho mấy anh mấy chị coi. Rất là nhiều luôn. Rồi nhẫn nam. Nhẫn nam này là 320 cả nhà ơi. 320 mã. Nhẫn này là
vuông. Rồi xung quanh cái trắng trắng này là sòn nha cả nhà. 320 ngàn bay bao ship. 320 cả nhà ơi. Dạ mấy chị chia sẻ hộ mai. Cảm ơn mấy chị. Tí xíu nữa mai tặng hai lá bồ đề và hai ông Dư Lạc nha. Bữa nay mai tặng hai phần này y như cũ. Y như cũ. Chị Mai ơi, em đặt đơn hàng không có nhận được đơn nào cả. À, em ơn hàng chị Mai chứ gì. Hoài An ơi, em có mua hàng bên chết rồi, chứ thấy số điện thoại em rồi. Em đợi các cháu là sẽ kiểm tra liền. Bên chị Mai có điện thoại là đang trên đường đi. Bên chị Mai có điện thoại cho em là đang trên đường đi nha. Con coi cái số điện thoại cô này nè, đặt đơn hàng rất là nhiều lần mà không có lần nào giao được tất cả. Hoàng An là con vô số điện thoại liền đi. Hoàng An ơi, để chị Mai kiểm tra liền em gái ơi. Cái dây cô mới để đâu rồi? Dây cái thế mới để đẹp. Em gái ơi, cái mặt dây chuyền này có 220 nè Thảo ơi. Cái mặt dây chuyền 220. Em lấy cái dây này nha. Dây này dễ thương. Dây cái khế 600 em còn dễ dẻ mua đem thì đeo mặt chờ neo đi. Mặt chờ neo rồi. Có mặt LV luôn nha. Chứ có mặt LV luôn. Nè. Đẹp trẻ. Tông trẻ đẹp. Để vài bữa mà kêu thợ làm mấy cái mặt. Mai đang làm để mai làm mấy cái mặt sồn nhỏ nhỏ nha. Quên hoài mấy chứ. Chịu không em? Mặt chờ neo 220, dây cái khế 600. Cả nhà ơi. Bao ship nha. Rồi. Không chịu chứ lấy mặt LV. Mặt LV 250, em trẻ trẻ đeo đẹp. Rồi. Có thích mặt đó không? Lấy mặt LV giúp cô con. Rồi mai lên nam. Chế chạy lấy mặt LV giúp tôi chứ. Tới nay chứ liên phụ chật like mà cứ kéo con hoài à. Chấm thọ. Đây nè, cháu nó chạy về lấy mặt tiêu rồi nè. Rồi mặt chờ neo ha, chứ cho em coi nha Thảo, em chọn mặt giùm chế nha, mặt chờ neo 220. Mặt chờ neo 220. Rồi mặt LV. Mặt LV 250 Thảo ơi. Mặt LV 250 mấy chế đợi em tí xíu nha. Em cho em gái đi em coi cái. Đẹp hết sể mà vải luôn. Đây, mặt LV nè, dễ thương không? Không đẹp không lấy tiền. Rồi em trẻ trẻ lấy mặt này nha. Con bấm chữ ngôi sao trên kia con. Bấm chữ ngôi sao ở trên. Rồi. Cho em nhẫn nữ hoàng không? Dạ em có nhẫn nữ hoàng chị Trang ơi, chị Trang ơi. Có. Đẹp lắm luôn ha, 320. Mai lấy liền nha. Nhẫn nữ hoàng mã số 2 giùm mẹ con. Rồi mặt LV 250 em ơi, dây cái khế 600. Rồi chế qua mẫu nha. Em có thích thì ok, để số điện thoại giùm cho bạn. Rồi mai lên nhẫn gồng này cho mấy chị mấy anh làm mã này là 4 cái đầu gồng luôn nha, đẹp lắm luôn. Đây 1 con 2 con 3 con 4 con gồng nhưng mà nó không có bị chạm gì trơn, đeo khỏi sợ chày móc áo móc gì hết trơn. Mẫu này là 4 con gồng 300 ngàn mã 300 ngàn 4 con gồng mã 300 cả nhà ơi. Chào con. Nhẫn nữ hoàng này chị ơi, nhẫn này mai bán đắt lắm luôn chị ơi. Nhẫn nữ hoàng này chị Thùy Trang ơi. Mẫu này là bao đẹp. Bao đẹp bao độc luôn. Mai bán rất là nhiều nhẫn này nha. Nè, mã số 2. Nhẫn nữ hoàng. Mẫu vàng thiệt, mai làm đá sòn là sáng lấp la lấp lánh luôn. Mẫu này mai bán rất là nhiều luôn. Bán không kịp, đó là muốn hết nữa đó mấy chị. Chiếc này là 320 ngàn mã số 2. Thùy Trang ơi, chị ơi Thùy Trang ơi. Màu trà màu trắng nó mai có hai màu thôi cả nhà ơi. Đẹp là tuyệt vời ở mặt trời luôn. Rồi đây mai qua mẫu luôn nha. Mai là nhẫn nam. Rồi nhẫn nam này rồi nè. Nhẫn nam này rồi nè chứ. Chào em gái đẹp của chị. Dạ chị Kiều Anh Nguyễn ơi. Em chào chị yêu ơi. Em chào chị. Dạ buổi tối vui vẻ chị yêu. Em chào mấy chị. Thì Quanh ơi. Con ơi cái máy hết pin rồi nè con. Thế bao quý khách thiện không liên lạc được. Hết pin một em. Kêu bạn bị rồi. Cục này của iPhone không mới mua đó. Ai lấy băng keo gì bấm. Cô bấm luôn đó. Tôi sợ tụi con ăn cắp cái cục không 1.990.000 cái cục này mới chết. Tại cái này ta. Nó bị ăn. Đâu cái máy này nãy giờ cô đang sạc mà. Cái cục không 990.000 á con. Tại chung. Sợ mấy bạn nó mất hết cục rồi. Vô con.
rồi. Máy nó vô đó mà, vô đó không. Rồi em lên nhẫn lên cho mấy chị nha. Mã 11 nhẫn ram 200.000. Chiếc nhẫn này là sòn ở trong này cả nhà. Xung quanh một. Xung quanh này có sòn, cái chỗ chủ này có sòn luôn nè, một chủ xung quanh nè. Rồi, sòn này có 200 mã 11 cả nhà ơi. 200 mã 11. Rất là đẹp luôn, 200 mã 11. Dòng kim cương giá nhiêu? Con ơi chạy qua lấy dòng kim cương giúp cô con. Dòng kim cương bên mày nó chị Lu Thê ơi, chị Thu Lê ơi. Chị có thích mở khóa thì chờ đợi mai vài ngày nữa, mà đang làm dòng có mở khóa 3 ly. Chưa rồi, mà đang chưa thợ làm. Hiền Hiền Ngọc Ngọc ơi, mấy chào Hiền ơi. Em Kim Nhỏ ơi, mấy chào Kim Nhỏ. Chào mấy chị, mấy em. Kim cương bên mai là hai dòng. Hai dòng 250.000. Hai dòng 250.000. Con ơi chữ bấm chữ ok giùm con không? Bị nhiệt độ cao. Rồi, kim cương hai dòng 250.000. Một bộ 3 6 7 chiếc là 800.000, đeo 7 chiếc là đầy tay luôn mấy chị. Đẹp, mai để gần cho mấy chị xem. Kim cương phá nửa gà. Rồi, chế lấy cái kim cương mà mã 21 chứ đang đeo giùm em đi. Chị nhận được kinh rồi, quà dây chuyền đẹp lắm em. Dạ, em cảm ơn chị. Kinh là bữa nay hết trơn nữa luôn đó mấy chị. Mới in xong là tặng mấy chị hết luôn. Rồi tại vì hôm qua em còn 30 bộ. Cái em gái gì đó lấy về định chia cho mấy chị em ở gần nhà. Em gái em Gia Bảo á. Dạ. Hết kinh luôn, hết kinh luôn. Mấy chị có thích đọc kinh tặng kinh thì mấy chị cứ để điện thoại giùm em. Ngày mai chắc em chủ nhật em chưa đi lấy được đâu. Em in sẵn hết rồi. Thứ hai á, em mới lấy được. Chị nào có thích đọc kinh đó là khoảng 5 ngày một tuần mấy chị nhận được. Dạ. Chị nhận kinh rồi, em cảm ơn chị, để đọc đi chị, rất là tốt cho mình. Rồi mai hết là mai kinh tiếp à. Hết là mai tặng tiếp à, không có lúc nào nghỉ hết á. Dạ, tặng kinh không đọc, mấy chị có thích đặt kinh 5 cuốn. Tối nay hết trơn rồi. Mới in xong đó mấy chị thấy không? Hết luôn á. In một lô vậy đó mấy chị. 500 vậy đó một lần đó. Là hết luôn rồi đó. Dạ, em tặng bao ship không đồng. Chị nào có thích đọc kinh thì khoảng 5 ngày 7 ngày nữa mai tặng. Có nha, thứ hai mai sẽ đi lấy về. Rồi, hôm nay lại nhà hết trơn rồi. Dạ, cảm ơn mấy chị, em tặng hết luôn. Hồi hôm qua còn 30 phần, cái em gái kia lại lấy hết luôn. Dạ, em đó cũng làm hứa, cũng về cũng chia cho mấy chị em đọc á. Chia cho mấy chị em bạn chứ sớm đâu đọc. Em đó cũng dạ, tạo duyên lành mấy chị. Rồi, em hết em tặng nữa nha. Dòng mai đang cầm là dòng kim cương nông. À, 5 chiếc, xin lỗi, 7 chiếc là 550.000. Chị nào lấy cái này là mới bự hơn mà nó mở khóa chui á thì đợi mai xuất khổng một tuần nữa, mai đang làm đó mấy chị, sắp xong rồi mẫu kim cương này nha. Kim cương là đẹp tuyệt vời mặt trời luôn. Chứ Liên đang đeo luôn nè mấy chị. Mẫu này là kim cương nông nha. Nếu mà thấy khóa thì đợi vài ngày nha. Mẫu cái dây phen lật số 4 là khoảng mấy lượng gì chị Mai? Nó khoảng 1 lượng 2. Đâu rồi con? Em đặng đặt. Đặng đặt em. Đâu con? Nè. Mẫu này nè. Đặt nặng. Mai để gần cho coi nha. Rất là đẹp luôn. Mới làm xong chiều nay đó. Chưa có đeo vô đại mấy chị. Đeo vô đại. Mấy chị phen lật thì mấy chị về mấy chị kéo thẳng gì nè. Mấy chị đeo nha. Em về móc đại vô à. Mới vừa làm xong thức thì luôn. Dây phan lật mai đang cầm là khoảng 1 lượng 2. 800.000. Mã số 4. Đẹp thì tuyệt vời mặt trời luôn rồi. Vàng mai mấy chế rửa xà bông rửa cho anh sáng bóng đẹp. Dạ. Rồi mai lên nhẫn nam nữa. Lên nhẫn nam cho em trai gì coi cái ha. Rồi mai lên nhẫn nữa cho cả nhà mình xem. Chiếc nhẫn này là mã 41 gọc con trâu. Mã 41 nặng khoảng 5 chỉ luôn. 200.000. Nhẫn con trâu. Bên đây có kim tiền luôn. Rất là đẹp luôn. Rồi mã 41 200k bao ship. Chốt em một cái mặt mẹ quan âm 280. Ok, tối nay mặt mẹ quan âm nãy mới ra làm mặt mẹ quan âm mấy cái lại vô cái con. Hình như là tối nay mặt mẹ quan âm 230 có rồi nè. Mới làm xong nữa này mấy chị. Cho cô mặt mẹ quan âm đầy đủ cho cô Kim Nhỏ coi con. Rồi, mai lên nhẫn này cho mấy chị, mã 001. Mã 001 200.000. Xin lỗi mấy chị ơi. Lộn cứ 200 hoài, 350.000. 350.000 mai có màu trà thôi. Đẹp lắm luôn nha, sắp hết nữa mấy chị. Rồi, mặt mẹ quan âm mà nãy mới làm xong 280 đúng không? Phải không con mi?
Để mày coi cái mặt mày nãy mới làm xong, mày mới vừa bỏ vô đây. Hôm nay mày mặt meo âm có đầy đủ luôn. Rồi, 230 có luôn. Cho cô cây cây lên mặt cái. Nhưng mà em gì quên này. Em Kim nhỏ ơi, cái có 230 nè. 230, 280, 200. Rồi, hôm nay đầy đủ nghe. Hôm nay là đầy đủ mặt muốn hết nữa đó mấy chị. Thiệt có nhờ mấy chị yêu thương lúc nào mày cũng bán đắt hết trơn. Đây. Nè, 200 nè. 230 nè. 230 mấy chị mà muốn lấy đỏ có đỏ nha. Tối nay mới làm màu xanh xong thôi. Chị nào lấy đỏ ngày mai em có mai có liền. Đây. Đây mấy chị ơi, mặt mẹ ông âm mày đầy đủ mấy chị ơi, hôm nay đầy đủ luôn nè. Nè 200 nè. 200 nè mấy chị. Đỏ xanh, cẩm thạch đó nha. Rồi, 230 đây. 230 mẹ em đây mới làm xong. Hôm nay chị nào lấy đem có đầy đủ cho mấy chị hết trơn. Rồi. Đây mấy chị ơi, 380 là mặt mẹ ông âm bự nè. Rồi, mặt mẹ ông âm 280 nè, mặt mẹ ông âm 230 nè, mặt mẹ ông âm 200 nè. Phi ship hết nha cả nhà ơi. Mẹ mấy chị nhìn kỹ đẹp lắm luôn nha. Mà làm ngồi rồi trên cái đài sen này là có sòn hết nha. Những cái trắng trắng này là sòn tắm hết nha cả nhà ơi. Ở ngoài đẹp lắm luôn nha mấy chị. Sòn tắm tự nhiên tắm nhỏ xíu trên cái đài sen luôn. Rồi trên mặt mẹ là trên cái đầu là có hào quang bằng sòn luôn. Rồi trên đầu là sòn trắng hết luôn. Trên cái đai này là sòn luôn. Cả nhà nhìn kỹ đẹp lắm, đồ may như dàn thiệt không bao giờ nào. Đó mai lai chậm cho mấy chị coi kỹ nha. Đó mai lai lẹ quá thì mấy chị không thấy đẹp đâu. Nhìn càng lâu càng kỹ càng đẹp. Rồi trên đài sen, trên hào quang sen, trên cái móc sen sòn luôn, sòn tự nhiên sòn luôn. Rồi ở sau đó, ở sau cực kỳ đẹp luôn, chữ phước ở sau nha, chữ phước nha. Đó mấy chị thấy không, bọc đồng đẹp lắm luôn. Mấy chị đừng có để cho gớt nha mấy chị, gớt là nhằm khi sợ đá cẩm thạch này nó bể á. Có chị đeo cái mặt bự này gớt bể hết một cái rồi nè đó. Rồi mai qua mẫu nha, mặt bẻ quan âm đẹp lắm luôn cả nhà ơi. Rồi, con để lên không? Rồi Kim nhỏ ơi, mai cảm ơn Kim nhỏ. Rồi mai lên nhắn nam nữa con ơi. Chia sẻ hộ em cả nhà ơi. Cảm ơn mấy chị thật là nhiều. Đây, phần quà hai phần tối nay. Hai phần nghe cả nhà ơi, hai phần. Tối nay là không thấy nhiều người coi mấy chị ơi. Không thấy nhiều người coi, cái máy đang chính hết là không thấy người coi luôn. Không thấy nhiều người luôn. Tắt cười quá, à. Like cái cây mắc cười mà lên luôn á. Giờ mấy chị yêu thương cũng đồng mua. Dồn lên một dây chuyền 800 ngàn. Ok em ngoại khoai tây ơi. Ok ngoại khoai tây à, chị Mai yêu ơi, cái sợi dây chuyền cái bên chị em thích lắm mà đeo nó bị ngứa à, xin có hết đổi cái khác được không chị? Được, em xa quê ơi, em ngứa là em bị mồ hôi muối. Rồi gửi lên cho Mai đổi cái lắc tay hay là dây chuyền cho đeo. À, chị nào mà đeo dây chuyền bị ngứa là mồ hôi muối. Mồ hôi muối mày nói hoài à, là mấy chị mồ hôi mặn, đeo nó ra ten là nó sẽ tiếp xúc cái cổ mình nó bị ngứa. Rửa xà bông, rửa chanh đeo hết ten từ từ hết ngứa mấy chị. Nhưng mà mấy chị không đeo được thì mấy chị gửi lên Mai. Mai đổi cái khác cho. Mồ hôi muối là đeo dây chuyền bị ngứa nha mấy chị ơi, dòng xi men bị ngứa nha. Cái này em nói trước á, chị nào mồ hôi thường, mồ hôi dầu đeo không ngứa, càng bóng càng đẹp. Em có hai chị em ruột đeo hai bộ dòng xi men. Một em thì đeo đẹp, một chị thì đeo đẹp quá, em đeo xấu quá. Tức quá chị Mai ơi. Bà lột và cho tôi đổi đi. Rồi, đổi qua tới nhỏ em cũng không đeo đẹp. Chị đeo đẹp, em không đeo đẹp. Có hai mẹ con. Bà mẹ đeo cộng dây đẹp quá, con đeo không được. Tức quá chị Mai ơi, mẹ em đeo đẹp quá mà em đeo không được. Tức quá chị Mai ơi. Em bản thân em nè. Em hồi xưa em mà chưa bán trang sức này nha, em chưa bán đồng này nha. Thiệt. Em cũng đeo không được mấy chị. Em nhỏ em gái em á, em Út nó chuyên môn mà đeo bông, mà bông môi đen mà mình phụ nữ mà thích đeo bông mà vàng xi á mấy chị. Em là mấy chị biết em điệu mà thiệt, em kể mấy chị nghe nữa. Bấm lỗ tai đây điệu mà bấm thêm lỗ đây nè, bấm mới có 2 ngày thôi, bắn mà cây bắn á vô cái tay xưng chù dù. Xưng chù dù rồi tháo giục luôn, thành ra đâu có được 2 lỗ tai đâu, được có 1 lỗ 1. Trời cho có 1 lỗ. Đeo dây chuyền xi từ đây đeo qua Thái Lan, quanh Thái chơi á, đeo cộng dây chuyền xi á mấy chị biết không, ngứa
đi bỏ anh sùng và dục bỏ luôn ở bên phái luôn. Giờ chị đeo có được, chị nào mà đeo chân xích xi ngứa là mình đeo dây chuyền đồng và dòng xi men không được đâu. Đồng là nó ra ten đồng, khi đeo vô cái cổ mình nó nóng. Mấy chị mồ hôi thường cũng vậy, mồ hôi muối cũng vậy, mấy chị đeo thử đi, là cái cổ mình nó nóng tiếp xúc với mồ với đồng là nó nóng. Đồng này nó có gắn, có hút những cái chất độc vào trong người mình, nó rất là tốt. Nóng giờ nè mấy chị gọi cái cổ ngứa nè. Em nào mà chị nào mình có thích đeo dây chuyền đồng á, thì ví dụ mình để dành đó, mình đi đám cưới đi chơi đeo khoảng từ sáng tới chiều không ngứa, mà mình đeo quanh năm suốt tháng đêm ngày ngày đêm, nhưng những chị mồ hôi dầu mồ hôi thường là ngứa liền. Em nói thiệt, bản thân em biết nha, ngứa nổi sùng luôn á, ngứa chửi luôn á. Chửi có chửi chị không nghe em gì, em gì quên này. Có chửi bà Mai ơi, bà làm cho tôi ngứa cái cổ quá, tức bà tôi chửi bà luôn á, thiệt nóng chửi mà chị, em biết mà. Em đeo nè em dục bỏ luôn, đừng nói chi ai chứ. Dạ mồ hôi muối thì đừng lấy dây chuyền nha mấy chị ơi, cái này em mát nói thiệt à. Chị nào mồ hôi dầu đeo được hết trơn, mồ hôi dầu mồ hôi thường là đeo càng bóng càng lên nước như vàng 18k luôn. Mấy anh nam mà mồ hôi thường mồ hôi dầu á nha, đeo mà cộng dây chuyền em 1,5 triệu mua 3 triệu không bán luôn. Nếu mà biết cách xài biết cách đeo nó mấy chị ơi, đồng là phải rửa xà bông rửa chanh xong rửa nước sạch thật là nhiều lại, mình chùi cho sạch sẽ cho nó khô đó. Mấy chị mà đeo ẩm ướt nó ra mồ hôi nó ra ten là nó sẽ ngứa nữa, tại vì đồng mà đâu phải vàng thiệt đâu. Cho em hỏi mà đeo mà nó chỗ ra màu vàng thì sao? Em rửa xà bông rửa chanh lại, em rửa xà bông rửa chanh thường là đẹp như vàng 18 nha, em đeo không bị ngứa. Rửa xà bông thường đẹp em luôn Lisa ơi, may bán mối không à, cứ rửa xà bông thường sáng bóng đẹp. Rồi mai lên nữa nha, nhẫn nam phúc lộc, phúc lộc tài 350.000, màu đỏ màu đen màu xanh lá, phúc lộc tài nghe cả nhà ơi, 350.000 cho coi mặt dây chuyền đi chị. Anh Phương ơi đợi cho Mai tí xíu, anh Phương ơi cái Mai lại ít nhẫn cho cái anh đẹp trai kia coi cái. Chiếc này xuống mấy đây, để 350 đúng không? Chiếc nhẫn kiểu phước mã 6 cả nhà ơi, 350.000, bao ship Mai có màu đỏ và màu đen, kiểu phước mã số 6 350.000. Rồi chiếc này là 350.000 luôn. Ừ, chiếc này là màu đỏ màu đen nè, chiếc này chiếc tài lộc là bỏ đây nè cô, bỏ lộn không mới đường được. Dòng này hai dòng này là mã 300-350.000 nha cả nhà ơi, em có 3 màu luôn nha, giờ tìm không thấy một màu, màu đen màu đỏ màu xanh đen. Bên em cho xem những con đồng nam, bên em nhẫn nam á là em hay làm 3 màu, nhẫn nam là thường khi mấy anh đeo 3 màu. Đây chiếc này gồng đẹp chưa, cao bự luôn nè, chiếc này có 200 nè anh gì coi, nhẫn gồng nè anh ơi, tường nam ơi, cô đọc tên cô mới nhớ không, tường lê, chiếc này 200 tường lê ơi, chịu không, chiếc này ngầu lắm đẹp lắm luôn, dễ thương lắm nha, 200.000. Rồi 200.000 bao ship mã 200. Rồi chiếc này thì gồng đầu gồng dài, đeo hết lóng tay luôn, 200. Chiếc này mấy anh đeo là có ai hỏi là nói khoảng 5 chỉ giùm Mai nha, 200.000. Cực kỳ đẹp luôn, mã 74 giùm em. Mã 74. Muốn coi gồng nữa lấy gồng ra không? Rồi chiếc này hiện bây giờ là 320. Em còn 3 màu. Mã 004, 3 màu, đỏ, xanh lá và cái đầu trên đây là chụm cái hộp lại là cái đầu con ngựa, mã đáo thành công trên cái hộp rất là đẹp nha cả nhà, hộp tròn đỏ xanh lá và rồi Mai còn 3 màu, 320 mã 004. Giọng nó cô đây rồi. Ồ, chiếc này hôm nay còn màu xanh không cả nhà ơi, chiếc này hôm nay Mai còn màu xanh lá thôi, mã số 3, 300.000, xin lỗi 250.000 cả nhà ơi, 250.000 mã số 3, 250.000 mai bao ship. Hộp Âu ơi, bữa mà đổi hai chiếc nhẫn nhỏ mà làm cái phá hộp xong chưa cô?
bên cô Mai có điện là gửi cho nó nghe em nha, làm cái phá phải không, miễn phí phải không? Có bên cô Mai có điện là gửi cho đó là làm cho em để nghe hộp âu ơi, là đang trên đường đi nghe em, đang mấy chế mà có đổi đồ rồi có điện là đang trên đường đi hết rồi. Mang lên nhẫn cho mấy anh mấy chị xem chiếc này gồng mã 36 200 ngàn, gồng có sồn nha, đầu gồng rất là đẹp luôn, mã 36 200 ngàn rồi, đẹp lắm luôn cả nhà ơi. Chiếc này gồng nhỏ nè, để mày coi mã cái mất tiêu rồi. Chiều nay khi bạn My coi 5 phút mã lại giúp cô. Mình thấy mã nè, nhiều hàng nhiều đơn lắm mấy chị, bên em nhiều đơn lắm, giờ mấy chị yêu thương lúc nào mai cũng bán rất là gì đó. Dạ rất rất là nhiều đơn, chưa may like một lô đồng vàng nó hết trơn luôn đó mấy chị, hết luôn đó mấy chị thấy không, mà lên một phát hết đi. Rồi mai lên cho mấy chị chiếc nhẫn này là mã 30 200 ngàn, mai có màu đỏ màu đen màu xanh đen 200k, mã 30 giùm em, mã 30 mai bao ship. Rồi chiếc nhẫn này là mã 18, nhẫn bạch tự vuông, vuông ở trên bằng luôn. Bên đây hộp tấm nhỏ, hộp tấm nhỏ, hộp tấm nhỏ. Đó, làm ô vuông chính giữa, hộp tấm hơi lớn, mã 18 200 ngàn bao ship. Cho xem bông. Rồi, mai lên bông nha mấy chị ơi. Lên bông đi con ơi, cho xem gồng lớn lại đi chị. Gồng lớn. Đeo ngón trỏ được không chị? Đeo ngón giữa đi nó đẹp hơn. Đeo ngón giữa mấy anh mấy chị mình vàng mà đeo ngón giữa mấy anh mấy chị. Đeo ngón này. Còn lấy nhẫn Ruby Nam đây con. Ruby Nam đẹp lắm luôn tình Lê ơi. Đấy chiếc Ruby Nam đeo sang lắm luôn. Gồng gồng thì mấy anh ngầu ngầu đeo thôi. Lô này là mai làm mai bán rất là nhiều luôn nha. Trưa nay có một chị khách từ ở Đồng Nai xuống lấy luôn. Chiếc này là ga nắng nó cũng chiếu sao nha. Ga nắng cũng chiếc sao nha. Chiếc này là ruby xịn luôn. Mai có cho ông anh ổng đeo mà nó thiệt mới, nó đẹp, không có đẹp bằng cũ. Đeo cũ nó bóng nó lên nước mà nó đẹp rất là đẹp luôn. Mỗi khi mai like cách chưa nhập thiên anh ổng ghé chơi mấy chị lấy lần trước đó. Em tháo ra mấy chị thấy không, nó đẹp cực kỳ nha. Chiếc này là nhẫn ruby nam này là nó 800 ngàn, 800 ngàn chiếc đó mấy chị. Ruby nữ là mai hết trơn luôn. Mai những đá xịn này nhiều lúc mấy chị mua vào thiệt nó rất là mất tiền công. Em nói thiệt luôn, mất thành công lắm nha. Rồi hai con à, lai bông cho mấy chị nha. Lai bông ít bông em lai nhẫn nữ cho mấy chị. Bông ngoài lai nhẫn nữ cho mấy chị nha. Rồi, bông mai đang đeo. Nè em coi bông này em ơi. À, Trần Như Ngọc ơi, bông này. Ximen bán nhiều bộ. Dạ chứ ơi. Ximen nam. Ximen bên em có nhiều loại chứ. Chút xíu em lai ximen cho chứ coi nha. Đợi chút xíu nha chị Mỹ Nga ơi. Rồi, mai lai bông, bông ngọc trai 250 ngàn bao ship. Bông này là trên cái đứt bông ở sau này có khắc mộc. Bình mai trên cái đứt nhỏ xíu này có khắc mộc giúp em luôn. Nghe mấy chị, bình mai. Rồi, bông này cũng rửa, sẽ bông rửa chanh sườn, sáng bóng đẹp. Sáng bóng đẹp nha cả nhà. Rồi, mai lên bông cho mấy chị. Bông này 175 một đôi mai bao ship, sòn thì 10 ly. Mai đang cầm màu vàng. Rồi, mấy chị xem màu giùm em ha. Màu vàng. Màu vàng ha. Rồi, màu đỏ 10 ly mấy chị. Chị nào thích lấy cái bộ mà sòn sòn mà 1 triệu 9, 2 triệu 1, mấy chị lấy bộ mấy đôi bông này đeo vô hộp luôn nha. Rồi, mai đăng like cho mấy chị xem là màu trắng. 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 Vàng. Trắng. Rồi, trà. Trà. Xanh lá. Đỏ, rất là nhiều màu. 175 ngàn một đôi bao ship mấy chị luôn. Rồi, vàng cũng dễ thương lắm nha mấy chị. Bông vàng đẹp lắm luôn nè. Chị thấy dễ thương không? Đó, sòn 10 ly hộp thì mấy chị khỏi lo đi. Hộp là chiếu sáng lấp lánh luôn. Em vô hộp tốt không? Không có vô hộp giỏm đâu mấy chị yên tâm. Vô hộp xịn không mấy chị. Rồi, mai qua mẫu bông nha, 10 ly. Chị Mai ơi, đồng vàng bông mai không chị ơi? Có chứ, đồng vàng nhẫn bông mai hả? À, chị Mai có cái dây đồng vàng bông mai không chị Mai? Dây đồng vàng 500 bông mai còn không con? Còn. Còn em, dây đồng vàng 500 chị Mai còn nè. Đang làm vòng bông mai, dây chuyền bông mai, dây chuyền đồng vàng, khoen lặt. Rồi đang làm những cái bộ
cẩm thạch đang làm nhiều lắm mấy chị, em làm bán tết mà. Đây tháng 8 rồi, chuẩn bị tháng 8 hết, tháng 7 qua tháng 8 rồi. Dạ. Sao không trả lời em? Đây mày khổ nổi đang chạy đi lấy kìa. Thu Đoan ơi, mai thấy là chạy đi lấy dây đồng vàng đâu bông mai. Rồi đem lại đây cô. Nè, người đẹp ơi. Người đẹp ơi. Người đẹp thấy mai dễ thương không? Đó, đẹp không? Đây, mai chạy đi lấy liền là người đẹp tôi ơi. 500 ngàn nha. 500k bao ship. Không đẹp không lấy tiền. Những chị nào mà thích dây này bự bự, bự bự thì đợi vài ngày nha. Mai đơn làm, dây này là dây đồng vàng, 500 ngàn một dây nè em. Lấy đi. Mai cũng còn ít dây hết rồi. Đây là em Thu Đoan ơi, 500 dây đồng vàng mấy chị ơi. 500 dây đồng vàng bông mai, mai có mẫu một. Rồi, mai lên bông cho mấy chị nha. Ôi ôi, đôi bông này nó tuyệt vời, mặt trời hết trơn nữa nè, mấy chị thấy không? Còn được bao nhiêu đôi? 3 đôi, 2 đôi gì hết rồi. 3 đôi. Con đi bông này hết đi cô. Đi bông mã 250. Bông này mai đeo nè, mấy chị ơi, đẹp lắm mấy chị, hết trơn rồi mấy chị. Chị trẻ, chị đẹp, chị trẻ gì đeo, mấy em trẻ trẻ đeo model lắm luôn nha. Đôi này là tuyệt vời mặt trời. Mai cho mấy chị coi một đôi nó dễ coi hơn. Đôi này là mã 250. Sòn, cái này đeo xeo, sao có dành tay đeo ra nha. Đôi này mai làm là hết trơn, còn 3 đôi luôn, mới luôn mấy chị. 250 ngàn. Mã số 250. 250 ngàn. Mã 250. Rồi, đôi này kẹp xeo có dành tay. Mã số 6, 200 ngàn. Mã số 6, 200 ngàn. Mấy bao ship mấy chị. Rồi, nó bông cẩm thạch mấy chị ơi. Bông bằng, bông hồng. Bông hồng cẩm thạch 250 một đôi, mấy bao ship mấy chị. Cho em coi về mặt dây chuyền. Rồi ok em, đợi chị mai tí xíu luôn. Nè con ơi, mai bông tóc hành nhanh gọn lẹ cho em. Chứ là cho em xin dây chuyền. À, chị nào coi xem em mai cho coi luôn. Rồi bông này đẹp lắm luôn mấy chị. Kẹp theo cái dành tay em cho mấy chị coi em bên nè. Đó, rồi sao này kẹp theo cái dành tay nè. Đôi này em cũng sắp hết luôn. Con ghi bông mã số, số 5 hết luôn con. Bông này là lúc nào cũng bán được mấy chị. Đeo theo cái dành tay mình nè. Đẹp, dễ thương. 250 ngàn mã số 5. 250 ngàn mã số 5. Mấy chị thấy mai bán không? Đó, một mâm giờ cạn hết trơn rồi đó. Rồi bông tàu hết đó nè con. Hết luôn. Giờ mấy chị yêu thương lúc nào mai cũng bán đắt hết á. 195 đâu bông tàu. Rửa xà bông, rửa chanh thường, sáng bông đẹp mấy chị yêu ơi. Rồi bông tàu mai đang cầm là 195 bao ship nha. Mấy chị đeo đôi này vừa rồi, đôi 210 lắm, thiệt nặng. Còn đôi này mình đeo qua 5 6 tháng không chị, tay mình nè. Đôi này rất là đẹp luôn. Bông tàu 195 mai bao ship. 195 mai bao ship. Bông mai ít lắm mấy chị. Làm bông kẹp, đang làm những mẫu đẹp cho mấy chị, đợi nghe. Rồi, bông B6 B7 còn không con? Hết luôn hả mấy chị. Rồi bông vuông 220 màu ghiêu. Rồi bông vuông 220 màu vàng chanh. Bông vuông giùm em. Hết luôn hả con? B5 B6 B7 hết luôn hả? Em làm mẫu khác. Hết em làm mẫu khác nữa mấy chị. Bông B5 B6 B7 hết luôn rồi mấy chị. Này hết luôn rồi mấy chị ơi, còn ít xịu rồi. Bông đẹp không? Rẻ mấy chị, 125 bông hoa sấy, 125 ngàn bao ship. Em còn một loại bông 125 nữa nha. Này, 125 bông tia, 125 phân ship mấy chị nha. Rồi, hết bông mấy chị ơi, bông mày ít lắm. Lên nhẫn nữ ha mấy chị, lên xi men cho con gì coi cái con. Lên xi men con. Em đặt đôi bông với một nhẫn. Có không chị? Quỳnh Nga ơi, em có đặt cái gì để số điện thoại giùm chị Mai. Em có, trời ơi, mua bận muốn xỉu luôn có. Hồi chưa chị kêu em lên nhẫn mã 20 sao em không trả lời. Có thấy đâu trả lời, giờ mới thấy nè chị. Nhẫn 20 là mẫu nào ta? Cái gì? Chị, em mới thấy chị Nguyễn nhỏ ơi, cho em một đôi bông tàu 195 ok em Nguyễn Ngọc đẹp ơi. Dạ Ngọc đẹp ơi, mới chào Ngọc đẹp.
Trời ơi, nó không mở máy này đây cho em coi em dòm sao quá em không thấy được luôn. Mấy chị đợi mai cái nha. Rồi, mai lên xi men cho cả nhà mình xem. Đây, xi men cả nhà ơi. Xi men này đẹp đẹp lắm luôn mà mai bán rất là đắt luôn. Đẹp nhức nhối và nhoi luôn. 700 mã 001. 700 mã 001. Em đặt hai chiếc nhẫn công kim tiền không thấy giao. Lê Nguyễn ơi, Lê Nguyễn chị Mai chào em. Bên chị Mai có điện thoại cho em không? Có điện thoại là đang trên đường đi. Mấy chị mình ở tỉnh đó là khoảng 5 ngày 7 ngày tới nha mấy chị ơi. Mấy chị ở tỉnh cho cô mấy chiếc nhẫn cam nữ lên đẹp đẹp đi con. Mấy chị ơi, mấy chị đặt vòng này là tối nay mai có đầy đủ rồi nè. Dạ làm không kịp, nhờ mấy chị yêu thương lúc nào mai cũng bán đắt. Dạ có điện thoại là mai đang trên đường đi chị Nguyễn. Nên Nguyễn ơi, bên shop em có điện nè ha. Giống như hồi trưa mấy chị có mua hàng em thì cháu em điện chưa có hết á. Tại vì nhiều đơn lắm là ngày mai cháu em sẽ điện hay là hồi trưa điện. Có chị thì hồi trưa điện, có chị thì hiện bây giờ đang còn đơn là tối á, nhầm khi em không có điện mấy chị. Nó có cháu chết tin nhắn và Zalo cho mấy chị ngày mai á khoảng 8 giờ. Nhân viên em sẽ điện cho mấy chị là tới điện cho mấy chị hết trơn. Là mấy chị có điện là em đang cứ chiều là bắt đầu lựa hàng đánh máy xong gói ngày mai đi cho mấy chị hết trơn nha. Dạ mấy chị yêu thương ơi, lúc nào cũng điện cũng đánh máy hết trơn. Đó. Có điện là mai gửi rồi nha cả nhà ơi. Có điện là mai gửi rồi cho mấy chị. Rồi mai lên nhẫn mai đeo cho mấy chị xem. Đồ của mai thì mấy chị yên tâm đi. Nó đẹp rửa cho bông rửa tranh sáng bóng đẹp nha. Đẹp thật hơi tuyệt vời mặt trời luôn. Lô này là mai bán đắt lắm luôn nè. Có điện là mai gửi hết mấy chị nghe máy giùm em. Không nghe máy là mua tái nó sẽ trả về luôn á mấy chị. Rồi cho cô chị nhẫn lên đây cho con. Nhẫn của em mấy chị thấy nè. Đồ của mai mấy chị đeo không có ai biết là đồng nó hết trơn luôn. Đeo y như vàng thiệt nha. Màu là chỉnh vàng miền Tây mình. Không đẹp không lấy tiền. Màu nào cũng chỉnh vàng miền Tây hết mấy chị. Đeo là tuyệt vời mặt trời luôn. Rồi dòng xi men là chỉnh màu miền Tây mình luôn. Mấy chị nhìn nè. Đồ của em là nguyên chất mấy chị cứ rửa xe bông thường sáng bóng đẹp. Rồi không rửa là xấu quắc á. Em nói thiệt nha. Không rửa không đẹp nha. Cứ rửa thường chùi cho sạch. Sấy cho khô xong đeo. Cứ rửa xe bông thường đẹp mấy chị đeo thường đẹp hơn để lên. Nha, nó ra ten đồng xong nó thành như vàng luôn, cũng mòn chừng nào nó đẹp chừng đấy. Nó mòn nó cũ chừng nào đẹp chừng đấy. Rồi, em lên dòng cho mấy chị. Mã 001 700. Mã 001 700 phá lưỡi gà. Em lên lưỡi gà trước nha. Rồi mã 16 chấm bi trơn. Trơn chấm bi, xa xa chấm một bi. Phá lưỡi gà luôn. 700, mã 16. Em lên kim cương trước. Rồi em lên phá lưỡi gà trước. Rồi phá lưỡi gà. Mã số 1 700. Phá lưỡi gà mã số 1 700. Lucy, xi men chữ Lucy như vàng thiệt luôn. Mấy chị đẹp luôn. 700. Xin lỗi 600, 600. Lucy 600. Lucy 600. Chờ neo đâu con? Chờ neo đâu? Rồi. Xi men chờ neo. Xi men chờ neo 600 luôn mấy chị. Xi men chờ neo 600 luôn, Lucy 600 luôn. Phá lưỡi gà đó nha. Nãy giờ là phá lưỡi gà hết nha. Rồi. Dạng cái gì con? Phá tới đường mấy chị ơi. Dạng sữa cắt tường 700 phá lưỡi gà mấy chị ơi. 4 ly phá lưỡi gà hết nha. Dạng sữa cắt tường 700. Rồi, Vinh Hoa Phú Quý, chữ Vinh Hoa Phú Quý 700. Mặt dây chuyền đợi cho mai lên liền luôn nè. Vinh Hoa Phú Quý 700. Xi men chữ Tài Lộc, chữ giùm em nha mấy chị. 700. Một bộ 7 chiếc phá lưỡi gà. Rồi nãy giờ mai lai là phá lưỡi gà toàn bộ. Mấy chị cứ thích đặt nông là làm nông. Rồi phá lưỡi gà ha. Cho cô 6 ly. Xi men kim cương 6 ly. 2 chiếc 250 ngàn. Một bộ 7 chiếc 800 ngàn. Lấy 2 chiếc đẹp lấy nữa cả nhà ơi. Không cần lấy nhiều, lấy 2 chiếc thôi, đẹp lấy nữa. Xi men kim cương 2 chiếc 250 ngàn. Bộ 7 chiếc 800 ngàn. Tôi ở Đồng Nai. Chị Lê Nguyễn ơi, hồi em chào chị. Chị ở Đồng Nai chưa có xuống nhà em hả? Xuống với em trai đẹp đẹp trai đó phải không? Chứ coi có phải cái này hồi chưa không? Mà chọc một máy chai đó về từ giả vậy đó. Kìa, ba thấy đường mới đeo kiếm cho thấy ba thấy quải đậu luôn á trời. Chế mới chế nhìn ba. Xa quá cái hình nhỏ xíu không thấy chứ ơi. Rồi chưa có chế ở Đồng Nai xuống nhà em. Phải chế không biết hả? Rồi hai dòng 250 ngàn. Một bộ 7 chiếc 800. Bộ 7 chiếc 800 trơn bốn đẹp cả nhà ơi. Phá lưỡi gà trơn nha. Rồi,
cũng có chị thích xuống đồng, ở Đồng Nai xuống nhà em có con trai chở theo dễ thương lắm luôn. Mấy chị này cứ mấy chế ở đây cứ ghẹo hoài nè. Rồi em like cho mấy cái dòng này, Mai đang cầm là mã 65, 600.000 một bộ khóa bật nặng đặc chiếc thủng 2 chỉ, nặng đặc đặc bộ có trong luôn, một chiếc thủng 2 chỉ. Chiếc này là mã 65. Rồi lắp 4 hộp có luôn. Rồi Mai lên dòng này là dòng Bát Nhã mấy chứ, dòng Bát Nhã. Mai chăm một dòng. Rồi để đây chứ. Lên lắp 4 hộp liền. Rồi cái dòng này là dòng này là dòng hai dòng 270. Hai dòng 270. Em bao mấy chế đẹp luôn nha, kiểu thì thôi, một kiểu một à, 7 ly. Mà em làm kiểu này làm hoài không kịp giao luôn nó mấy chế. 7 ly, 2 dòng 270. Một bộ 850.000, 7 chiếc. Rồi chế yêu nào thích cái dòng này là dòng chế chạy lên lấy dòng đồng vàng đi chế. Cái dòng này là một dòng 250.000 một phân. Một dòng 250.000, mấy chế đeo hai dòng là ok tuyệt vời rồi. Đẹp mà kiểu bao đẹp mấy chế luôn, kiểu kim cương là nó đẹp nha. Em làm không có kiểu nào xấu hết trơn, em làm ít kiểu nhưng mà em làm đẹp xong cho mấy chế luôn. Rồi vàng chanh, xi men vàng chanh chạy vô lấy nè, đó bán hết còn chừa nhiêu này thấy không. Xi men vàng chanh mấy chế mà chưa mới lấy đầy nè. Hay quá à, cho cô một bọc đây. Xi men vàng chanh 650.000 bộ bao ship nông. Mai đang kèm là màu vàng chanh, bên em không có chị nào chê nổi, đẹp lắm luôn mấy chế ơi. Xi men vàng chanh 650 nông nha, Mai đang cầm nông. Mấy chế thấy nè, đẹp chưa? Đó, rất là đẹp nha. Xi men vàng chanh. Rồi xi men vàng 18 là 600 một bộ. Mà 18 mấy chế ơi, 600 một bộ chế nào lấy phá bạc lấy trơn. Nông. Nông, ở trong đặc ruột. Đặc ruột đeo bền chắc tại vì đồng. Đeo nào nó chắc chừng mấy, đeo đẹp mấy chế. Đeo cái bộ này nó cũ chừng nào nó bóng nó đẹp dữ lắm luôn nè. Em bán không biết bao nhiêu bộ, ngàn bộ đó. Rồi xi men vàng chanh. Xi men vàng chanh mấy chứ ơi, xi men vàng chanh 650.000 bộ, đẹp không? Bao đẹp, 650.000 mà vàng chanh ha. Vàng chanh với nông mới có hai loại, mở phá và bạc. Mở phá bạc này mấy chứ, mở phá bạc gì nè. Tại vì cái này á, là em nói mấy chứ thiệt là ở trong nặng đặc. Nè, nặng đặc ở trong không có làm phá lưỡi gà được nha. Em làm bật mở vậy nhưng mà không bao giờ xúc, biết cách đeo vĩnh viễn không xúc nha. Rồi xi men vàng chanh mở khóa 650.000 bộ. Rồi mấy chế coi xi men kim cương, xi men này là nông nè, nông nha, mã 20, đẹp thì thôi đẹp vời luôn, không chỉ khách nào chơi nổi đó. Vậy nào mồ hôi muối thì đừng có lấy dòng xi men nha mấy chị ơi, mồ hôi muối mặn nó sẽ ngứa. Còn mồ hôi thường thì đeo tuyệt vời luôn. Mồ hôi thường đeo càng bóng càng lên nước. Đẹp như dòng 18k. Rồi em nói vậy đi cho mấy chị lên mồ hôi muối. Mấy chị lấy mất công, mấy chị ngứa mất công, mấy chị la. Cái nào bán nói thiệt mấy chị, chứ không có bán tầm bậy. Nhưng mà nhờ nói thiệt chị lúc nào cũng bán đắt hết á. Em nói thiệt. Rồi xi men này là mã 22. Mồ hôi muối đừng lấy xi men mấy chị ơi. Lấy xi men mất công, ngứa, đồng. Nó sẽ ra ten. Nhiều khi mình đeo dòng xi ngứa là đó, đeo đồng ngứa đó mấy chị nha. Nói chị cho mấy chị dễ biết, mình đâu có biết mình mồ hôi gì đúng không. Xi men mã 22. Có em kia bữa hổm chị Mai em đeo mấy ngày đầu ngứa, thế sao em đeo không ngứa luôn chị Mai. Em đeo không ngứa luôn. Rồi xi men kim cương đây nè, chính đây là cái liên nam eo nè. Bả làm đi Mai giải mà bả còn dị ứng giải còn ngứa. Những chị mà hay dị ứng á, nè vậy cái liên nam eo nè, mấy đầu đeo mấy ngày đầu cũng ngứa mà chứ. Phái mà, phái đều ngứa đeo luôn, hết ngứa luôn, bữa nay hết ngứa rồi. Rồi đẹp tuyệt vời mặt trời luôn. 550.000 một bộ, mã 21 kim cương. Thế nào có lấy kim cương giống như vậy thì có phá thì đợi Mai dạy hôm nữa có luôn mấy chế. Rồi bắt đầu lên dòng đồng vàng cho mấy chế. Dòng đồng vàng. Ủa tay vậy chưa ta? Tay còn bên đó không Tina? Mấy ơi, mày tới em like là nó chạy đi, mất tiêu nó chạy đi. Chết chạy. Hả? Thằng gãy mày dây chưa? Gãy mày dây xưởng chưa? Gãy mày like. Chết ngựa rồi, quên chứ nó đem dòng về xưởng khác rồi. Nó không biết gãy nó là ai. Nó không biết gãy nó là ai, chắc nhiều gãy quá, không biết ông nào. Dòng này là dòng đồng vàng cả nhà ơi. Dòng đồng vàng, một dòng một cây 300.000 may bao ship, có mở khóa nhà nông.
bỏ phá. Cái nào lấy 18 có 18. Chạy vô lấy bọc 18 mi để ra ngoài chứ. Mai đang làm đi 48 đến đi 60. Cái nào thích vàng 18 có vàng 18 300. Cái nào thích đồng vàng có đồng vàng. Cái nào thích đem 18 có đồng 18. Mai đang làm 18 luôn. Mai biết chạy qua lấy vòng 18 giúp cô Mai ơi. Đây mấy chị, đồng vàng là màu vàng 24. Rồi, mai lấy 18 coi cho mấy chị coi đầy đủ này cho mấy chị luôn. Đây. 18 nha. Rồi là một đồng vàng lên cho mấy chị coi. Thích mở phá nha. 18 này mai làm phá không à, không làm nông đâu. Nông nó mấy chị khó đeo quá, chừng nào chết nào đặt nông mai làm nông. Còn chết nào đặt nông mai làm nông nha. Nông khi đau tay mấy chị. 18 đeo đã lắm luôn. Đó. Con ơi, con mở giùm cô một cái coi. Chứ chiếc nào bỏ phá đây. Tuyệt vời mặt trời luôn. Một vòng 300, mở phá, nông. Rồi, cái đây là 18. Cái 24, cái 18 nha. Mấy chị nhìn nè. Nó chói quá không, mấy chị cầm hai đồng lên nó chói luôn nè. 18, 24, 300 đồng giá một lượng. Mở khóa nha mấy chị. Thích nông em làm nông. Thích nông. Chiếc này nông vô cũng dễ đeo lắm. Đẹp cái vô rồi. Bạn nó chơi một chiếc cộng bự cũng dễ đeo nha. Rồi 18, 24 đồng giá. Đó, tuyệt vời mặt trời chưa. Rồi mấy chị. Rồi mai lên. Lên gì? Lên gì mấy chị? Lên gì xem. Cho em xem bông mã 20. Con cái ca nước này còn không con? Bông mã 20 là bông nào ta? Hết cái hả con? Mấy chế đợi mày cái. Bông mã 20 cặp dòng 18 đi 54 ok chị. Mấy ngày nó có nha chị, em mới kêu thợ làm trưa nay thôi. Từ đi 48 đến đi 60. Chị cứ lấy cặp dòng 18 300 một dòng thì đợi mai mấy ngày nha chị. Khoảng một tuần. Rồi, mai lên nhẫn nữ cho mấy chị. Nhẫn, nhẫn mấy chị. Nhẫn đẹp luôn. Mai có 4 màu mã 450. 450.000 mai bao ship. Chị nào mà chưa có đặt hàng có số điện thoại là có đơn nha mấy chị. Nhẫn rồi chưa đó, một chiếc 100 mua chiếc tặng chiếc đó, mai hết trơn luôn đó mấy chị. Mai còn một phần, còn một số ít để dành chừa cho mấy chị fan cứng. Để em vài bữa mai tặng hết. Rồi. Mai like cho mấy chị. Màu trà. Chừng nào Facebook nó trả tương tác nó không có chọn bình luận á, em like mới là thấy cái mới là dễ thấy cái fan. Còn mấy chị bình luận nó bị chặn em không có thấy fan luôn. Dạ mấy chị. Bình luận hiện bây giờ nó chặn nè. Chị Phương cho em coi mặt dây chuyền. À coi mặt dây chuyền Phương ơi. Coi mặt dây chuyền cho cô Phương coi luôn con. Dạ. Lên mặt dây chuyền nha. Mai bỏ nhẫn, nhẫn mã 450. Mai có 4 màu. Lên mặt dây chuyền cho mấy chị khách coi luôn. Dạ chơi chị Phương ơi. Lên mặt dây chuyền nè. À chị Mai em hỏi cái chợ dây chuyền trên cổ chị có mặt công nghệ là nhiêu. Mặt dây chuyền trên cổ chị có mặt công nghệ có 1 triệu mốt thôi. Nặng nặng khoảng 2 lượng rưỡi ở đây có rồi chứ. Đẹp lắm luôn. Mấy ngày nay là đứt cháy hàng. Làm không kịp giao. Mặt dây chuyền trên cổ Mai đó là đẹp. Là tuyệt vời mặt trời. Nặng đặt khoảng 2 lượng rưỡi nha. Đây, bữa mai có căng rồi. Chiều nay là không có căng, nó là thứ 1. Nặng đặt chứ không có nhẹ. Có lô nhẹ là 1 triệu 50 ngàn. Còn mai đang làm cái này lô sau là 1 triệu mốt, mã 101. Dây này là dây kim tiền, chữ công vuông, dây kim tiền, mẫu vàng. Đẹp thì tuyệt vời, mặt trời luôn. Bán không kịp hàng luôn. 1 triệu mốt, mấy anh đeo thường. Không có bự, nó không có nhỏ. Nó nặng đặt hai lượng mấy như vàng mình đặt nặng vậy đó. Nó nhỏ mà nó nặng nha. 1 triệu mốt, mã 101. Rồi cái cọng dây phan lập. Mai đeo có hai dây.
cái kèm thì 450.000 cộng dây khoan lật là cộng dây khoan lật là một lượng cỡ khoảng 1 lượng 2 mai làm đó, bốn mã số 4 800.000. Dây này mà mấy chị đeo với cái mặt mẹ quan âm khoảng 280, mấy chị đeo thường là rất là đẹp, cho xem bông đứt dặm. À em chào, em chào cô gái đẹp, cái lắc chị đang đeo là bao nhiêu tiền cô ơi? À, cái lắc cô đeo là cái lắc nào đâu? Đây đây. Trời ơi em đẹp trai, em đẹp gái. Lê Trọng Nhân, cô Mai chào Lê Trọng Nhân. Cái lắc cô Mai đeo là lắc này là lắc chỉ cá 1.500.000. Còn cái lắc này là cái lắc phen lật 580. À Trọng Nhân ơi, cô Mai chào Trọng Nhân. Rồi lắc chỉ cá nè cả nhà ơi, đẹp lắm luôn. Tối nay mày mới làm xong đầy đủ đi cho mấy chị nha. Hồi xưa là một cái mấy chị thấy đó, mới làm xong bưng lắc này lại cho con mà lên mặt dây chuyền liền. Lắc này là hôm nay mày đầy đủ đi giao cho mấy chế nữa nè, làm không kịp đó mấy chế nè. Đó hồi xưa mới làm còn cái mấy chế theo, bữa nay mới làm xong được khoảng chắc cũng 10 cái nè. Một ngày làm được có nhiều đó mấy chế đó, đó mấy chế nè, đi nhỏ đi lớn có đủ nha. Lắc chảy cá nghe cả nhà ơi, đẹp là tuyệt vời mừng trời luôn, đẹp lắm. Chế nào lấy dây chuyền nhỏ hơn như cái lắc nhỏ hơn thì đợi mai vài ngày mấy chế là chưa rồi luôn, là không kẹp thiệt. Rồi lên mặt dây chuyền nha, lên mặt dây chuyền, không có lên dây mà lên mặt dây chuyền là chịu nổi không. Rồi lên mặt dây chuyền cho em anh Thiên coi. Anh Phương ơi, lên mặt dây chuyền em gái coi giùm chị Mai ha. Mấy chị lấy nhẫn đợi Mai tí xíu, đợi tí xíu Mai lên nhẫn cho mấy chị coi. Rồi mặt dây chuyền Chanel 220 bao ship, mã số 15. Mã số 16 250, dày hơn bự hơn, có hai màu, màu xanh lá và màu trắng, hai màu hết nha, mã 16. Rồi lên mặt lên sắp hành con. Mặt này đẹp rồi. Mặt này là hộp đá màu, màu xanh. Xanh tím sen trà, mai có 4 màu, 500.000 mặt đẹp, hộp sáng lấp lánh luôn. Mã 450, mã 450, cái này mở pin ra lần mở lên con. Bồ hôi muối đeo dây bị ngứa nha, bồ hôi muối đeo dây chuyền bị ngứa nha cả nhà ơi, bồ hôi muối đừng lấy dây chuyền mấy chị ơi, bồ hôi muối đeo dây chuyền không được đâu Quang Minh Lê ơi. Đeo mà giống như đi đám đi tiệc đi chơi về tháo ra thì được, rửa xà bông rửa chanh sạch đeo nữa, ngày mai mình muốn đeo ha ban ngày thì được, còn đeo tối ngày sáng đêm những chị mồ hôi dầu mồ hôi thường không được đâu, mồ hôi muối là đồng đeo không được sẽ bị ngứa nha. Nhẫn đeo được, nhẫn thì đeo vô tư, còn dây chuyền là cái cổ mình nó mỏng nó ra mồ hôi nhiều, nó nóng, đeo dây chuyền nó nóng cái cổ lắm á cả nhà, dây chuyền đồng mà mai bán nó thiệt à, chứ không có nói tầm bậy. Mồ hôi muối là đeo dây chuyền bị ngứa nha cả nhà ơi, chị nào mồ hôi dầu mồ hôi thường thì đeo được. Dạ cái dây bi nhiêu tiền? Dạ dây bi 1.000.000, dây bi 1.200.000 chị ơi. Chị Nguyễn Sáu ơi, em nhờ mấy chị yêu thương mấy chị mối không à, em bán em nói thiệt rồi mấy chị. Dạ không có nói chị nào, ừ chị ơi lấy cho chị nào đeo cũng không ngứa mấy chị. Dạ không, dây chuyền đồng là mồ hôi muối là kỵ mồ hôi muối đeo bị ngứa. Mồ hôi muối là mồ hôi mặn nó sẽ ra ten, đồng nó sẽ ra ten mới gọi là đồng mấy chị, đồng nó ra ten chứ không phải dằn thiệt nha. Dạ em bán đồng em nói đồng à, không mồ hôi muối là đeo bị ngứa đó, cái nào thiệt tại em bán em biết, em bán cả 1.000 người có 2 người bị ngứa thiệt, chứ không phải chị nào đeo cũng được. 1.000 đơn có 2 chị bị ngứa mồ hôi muối. Mồ hôi muối đừng lấy dây chuyền mấy chị ơi, lấy mất công mấy chị ngứa mấy chị la mất công, cái nào nói thiệt nha. Mồ hôi dầu mồ hôi thường đeo thì tuyệt vời mặt trời luôn, đeo nó bóng nó lên nước luôn. Rồi mai like cho mấy chị là xanh lá trà sen, mồ hôi và muối đeo nhẫn được nha mấy chị, đeo lắc tay được nha. Mẫu này là 450, 450 mấy chị. Nhà có 2 chị em, chị đeo đẹp quá mà em đeo không được. Dạ em like mặt cho mấy chị.
chị mặt 7 màu, mặt ngũ sắc 7 màu 400, mã N5 400 ngàn mấy chị, mặt ngũ sắc mã 400. Em hồi trưa em có đặt, em để số điện thoại rồi. Ừ, để số điện thoại rồi, được rồi đó Phương ơi. Chút xíu nữa. À biết sao em Phương ơi, như Phương ơi, là bên Mai đơn nhiều lắm, chưa có điện tới em nha. Nếu mà mấy cháu điện chưa tới em thì ngày mai điện. Hồi trưa mấy cháu có đặt hàng, để số điện thoại lại là bây giờ mấy cháu khỏi để nữa đâu. Dạ, để nữa là sẽ trùng hai đơn nha. Hồi trưa Mai like xong là mấy cháu để đơn rồi, có số điện thoại rồi. Con lấy tờ giấy giúp cô ơi, con chạy đi đóng lấy đơn lại cho cô. Dạ mấy cháu ơi, hồi trưa Mai có like là mấy cháu để số điện thoại là có đơn rồi nha mấy cháu. In vô máy hết trơn à, in vô giấy tờ hết trơn à. Rồi bây giờ mấy cháu có đặt hàng để số điện thoại giùm em là đơn khác á. Còn giống hồi trưa là họ nè, mấy cháu mua cái gì nè là shop em nè, đó nó chạy đơn ra vậy nè. Nè chị gì tên gì tên gì nè, đó mấy cháu mua gì đặt gì nè, đó để gì vô đây nè, đó nè để gì nè, đó để gì là cộng số điện thoại vô giùm em, mã máy cộng số điện thoại vô em có đơn đó. Mấy cháu tự động cái máy nó chạy đơn ra chứ giờ không có ghi bằng tay nữa đâu mấy cháu. Mấy cháu mua cái gì đó, nói cái gì nè, chị lấy chiếc nhẫn gì nha nè, là nó chạy đơn ra. Mấy cháu có mua cái gì để số điện thoại nó chạy đơn ra, chạy đơn ra nha mấy cháu. Có số điện thoại là có đơn, hồi chưa có mua rồi, có để số điện thoại là cái đơn nó còn á mấy cháu. Anh vô tiêu hết trơn rồi. Rồi em lên mặt dây chuyền cho mấy cháu nữa nè. Cô này dòng mới làm xong chiều nay nè mấy cháu, được mấy chục chồng luôn nữa nè. Rồi mấy cháu coi dòng tuyệt vời mặt trời luôn nè, đẹp chưa, màu đỏ nha, 1,2 triệu, màu sen, màu xanh lá. Đẹp chưa mấy cháu, màu trà đỏ tím xanh lá. Đóng cửa lại không. Rồi trà đỏ tím xanh lá 1,2 triệu. Rồi Mai lên mặt cho mấy cháu nha. Thêm chạy đóng đóng cửa phòng rồi tẩm cửa lại con. Rồi mặt này mấy cháu ơi, mặt này 650 ngàn nha. Cháu nào có thích mặt này bự đẹp nhẵn hết trơn luôn. Nhẵn là mấy cháu đặt, có nhẵn này là em khổ 2-3 ngày nó mới có nha. Em Mai đang làm nha mấy cháu. Rồi bây giờ hôm nay là có mặt dây chuyền màu xanh, màu đen, mặt dây chuyền 650. Đây Phương ơi lấy mặt này đi Phương ơi, đẹp lắm luôn, đẹp là tuyệt vời luôn. Mua một cái đó, một cái mà đeo, đeo hoài làm của hồi môn. Những cái mặt bự sang to nha, sang lắm luôn, rất là dễ thương cả nhà ơi. Mặt này Mai bán đắt lắm, mới làm xong chiều nay nè. Nhẵn thì chưa làm rồi nha, nhẵn chưa rồi hết trơn luôn. Rồi màu tím, màu đỏ, xanh lá, đen, xanh đen, mặt 650 ngàn. Em có Mai có nhẫn luôn. Chiếc này thợ nhiều lắm mấy chị, tiền công thợ làm cực lắm luôn. Đây mấy chị, mẫu em làm là Mai làm mẫu vàng cho mấy chị, đeo y như thiệt nha. Chiếc nhẫn bự hết trơn, không còn luôn. Còn chiếc nào không con? Còn một hai chiếc lấy cho cô coi, cho mấy cô coi luôn. Mấy chị có thích nhẫn giống vậy nè, Mai đợi Mai một hai ngày đó Mai có mấy chị. Dạ, cái dây chuyền quay có chị. À, chế lấy cho chị Bi, cho chị sống lại em chứ. Rồi nhẫn này mấy chế thấy không, hết trơn luôn đó mấy chế, còn được hai chiếc luôn. Rồi Mai lấy, Mai đeo chiếc nhẫn cho mấy chế, cứ đặt hàng đây. Mai đang làm, cái nào đang làm nói đang làm nha. Nè mấy chế nhìn nè, cái tay em bự lắm á, Mai đeo không vô luôn á. Hết luôn rồi mấy chế, hết luôn rồi. Cháy thấy chiếc nhẫn đẹp chưa, hết trơn luôn. Cháy nào đặt hàng để số điện thoại giùm em, khoảng 3-4 ngày nữa Mai có nha. Mà 650 ngàn, bộ có đủ màu, 2,550 ngàn. Mà bữa nay hết trơn nhẫn rồi. Dòng thì tối nay mấy cháy làm là em có giao cho mấy cháy này nè. Đó, đẹp lắm luôn, 1,2 triệu dòng. Mấy cháy mua dòng thiệt mắc lắm, tiền công nha. Những cái hộp này nó nhiều lắm. Nè mấy cháy nhìn nè, mà nó đẹp vậy á, mũ vàng ha, đẹp rồi mặt trời luôn. Rồi em bao mấy cái đẹp luôn. JB có em ơi, JB 1,2 triệu. JB 1,2 triệu em ơi, JB 1,2 triệu bao ship nha. JB nè em ơi, Nguyễn Sáu ơi, dây này là như dòng thiệt luôn nha. Dây bên 1,2 triệu, có dây sắn luôn nha, dây sắn rất là đẹp nè.
Đi sắm là 1.050.000. Động này là nó không lớn không nhỏ, vừa đeo cực kỳ đỉnh luôn. Dây sắm 1.050.000. Mấy cộng này 1.100.000 là hết trơn luôn nữa. Dây sắm 1.100.000 hết luôn. Pha Lê ơi, chị Mai chào em Pha Lê ơi. Ngọc Dung ơi, chị Mai chào em Ngọc Dung ơi. Có à, cái mặt dây chuyền 650 ok trang khang ơi. Đẹp lắm em gái ơi. Rồi con mưa hình lắc này lên con. Lắc cây nhựa mấy chế ơi, 580 đẹp lắm luôn mấy chế. Hôm nay mày mới làm nè, mới làm thêm một mấy trăm mặt nữa nè, mấy trăm nữa nè. Rồi nó lên mặt tiếp cho mấy chế chút xíu, mà là nhẫn nữ cho mấy chế đẹp lắm luôn. Nhẫn nữ mai thì mấy chế khỏi lo luôn. Rồi mặt đá bên em là mặt đá cẩm thạch 250, mai đang cầm là 250.000. Chiếc này là mã số 11, 250.000 mấy chế. Mặt đá cẩm thạch tròn rất là dễ thương nha. Mai đang làm dầu, đang làm dầu nhà nhẫn rồi, dầu bự to bự đẹp luôn, cầm thạch luôn. Rồi mặt đá 250, bao ship mấy chế luôn. Rồi lên nhẫn liền nha mấy chế, lên nhẫn nữ liền, về là nhẫn nữ lắm. Rồi mặt túi tiền 300, bao ship mặt eo quê không. Rồi mặt quan học eo quê đi con. Rồi mặt đanh còn hết, còn nhiêu lai nhiêu luôn con. Mặt đanh mấy thấp hết nữa nè, mặt đanh heo á mấy chế bán đắt lắm luôn nè, hết trơn nữa nè mấy chế. Cái đanh mà 900 là sạch sát luôn á, mặt đanh 900 đồng, mặt đanh 900 cả nhà ơi. Đanh thiệt không, thiệt không lấy tiền nha. Bao mấy anh đẹp trai đanh thiệt mấy ha, không thiệt không lấy tiền. Cái mặt đanh này là đanh heo thiệt nha cả nhà nè, cả nhà mình nhận thấy nè. Về mấy anh mà chỗ nào, chỗ nào cảm thấy xấu xấu mình lấy cái dũa móng tay mình mài đó cho nó đẹp, mài nó hôi sẽ hôi cái mùi. Mấy anh nhận hàng rồi đúng không, không anh là chê, chị nào chê là đồ em là đồ giả hết nha. Đanh là đanh thiệt, mấy anh mấy chị nhìn rồi biết đồ thiệt nè. Chỗ này mấy anh mấy chị mình cảm thấy nó không có đẹp thì về mình lấy cái cước mình chùi 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 đó. Em không có, không nói thiệt luôn, em chỉ ngâm rượu rồi xong em mài xong em bán cho mấy anh mấy chị. Đanh thiệt, đanh thiệt bảo đảm 100% nha. 750 và 900 mai cũng còn ít luôn, đanh nhỏ 500 380 hết trơn. Cái lô này thì em đang làm nữa đó, đanh này đanh thiệt 100%, không thiệt trả tiền lại cho cả nhà mình nha. Không thiệt, anh nào nói không thiệt em trả tiền lại 1-2 phần luôn, 1.500.000 luôn. Cái này là 750 nè, cái này 900 trả lại 1.800, cái này 900 trả lại 1.500.000. Mà nói thiệt mấy chị mấy anh thương lắm, mai bán nhờ sự tin tưởng của mấy anh mấy chị lúc nào cũng yêu thương. Rồi cái nanh này là 750.000, nanh này là 900.000, tại vì cái này nè đó công cực hơn, còn cái nanh thì như nhau nha. Cái đầu làm đúc nó cực hơn, rồi làm gọt nữa công thợ cực hơn em bán 900 và 750. Anh chị nào có lấy là lấy giùm em. Chị Mai ơi, cái nhẫn vuông 5 chỉ không chị? Có chứ Nguyễn Lượng. Nhẫn vuông 5 chỉ đây đây nè. 5 chỉ rồi, 5 chỉ 200. Mai thì cái gì cũng có, mấy chị cứ hỏi giùm em. Mấy chị thích lấy gì mai lấy cho mấy chị liền hết trơn. Mai dễ chịu lắm. Dạ, em dễ chịu lắm mấy chị, dễ thương lắm luôn á. Thiệt. Em thấy mấy chị bình luận là em lấy liền cho mấy chị hết trơn. Nè. Một lượng 5 chỉ. 5 chỉ 250.000, một lượng là 5 chỉ 200.000, 5 chỉ 200.000, một lượng 250.000 cả nhà ơi. Thích chân có chân, thích chạm có chạm. Anh chị nào thích đặt 3 cây đợi mai dài bữa mà chưa thợ làm, gọi nha. Rồi, có mấy bữa giờ. Nhớ hoài luôn, có hai một anh ở Sóc Trăng, một anh ở Bạc Liêu. Ở gần Cà Mau á, hai anh đặt có nhẫn 2-3 cây á mà mai chưa làm. Một là anh Hoàng Sóc Trăng, mới có đang coi không nữa. Em Mai thấy nhắn tin vô like xong rồi cuối like mới thấy. Mai ơi làm cái nhẫn mặt tợ khoảng 2-3 cây đi. Để mà làm sẽ làm cho mấy anh mấy chị nha. Cũng không có nhiều tiền hết á, đeo chơi cho nó đẹp. Rồi để mai làm. Đồ hàng nhiều lắm mấy chị, mai đang làm mẫu mới nhiều lắm mà chưa làm xong nha. Dòng lò xo, rồi mặt đá ruby, rồi nhẫn ruby nhiều lắm mà chưa làm xong. Mấy anh mấy chị đang xem Mai, bấm nút kết bạn chăm sóc Mai đi. Đẹp lắm, rửa xà bông rửa chanh thay vàng, mua vàng mất tiền công lắm cả nhà. Mua vàng em đeo như thiệt vậy đó, ghẻ đẹp xà bền. Rồi Mai like cho mấy chị mấy anh xem nha. Từ từ có rất là nhiều mẫu đẹp luôn. Rồi Mai like mặt
LV này là 250 ngàn, may bao ship nha, cực kỳ đẹp luôn, còn ít mười mấy mặt hết luôn. Rồi may lên ít mặt nó mày nghĩ mai nhẫn nữ nha. Phương ơi, có lấy được mặt nào cho Phương ơi? Mặt mặt này là mặt hoa giấy, mã là mã 60, 300 ngàn. Mặt hoa giấy là sòn từ cái hộp tấm nhỏ 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 hết cái mặt luôn nè, thấy không đó, đẹp lắm luôn, mã 60, 300 ngàn. Rồi mặt kim tiền, mã 50, 300 ngàn. Mặt kim tiền, mã 50, 300 ngàn. Rồi, mày nghĩ lại mặt ha. À, con cho cô mặt ông Duy Lạc cái đi, mặt nam cái luôn, dòng nam, nhẫn nam. Rồi mai like thêm mặt nam cho mấy anh lựa nha. Mặt nam bự luôn con, mặt nam luôn. Rồi, mặt nam ông Duy Lạc nè, mai bán đắt lắm, nhờ mấy chị, mấy anh yêu thương, sắp hết luôn. Còn chừng mấy cái hết nè. Rồi mặt Duy Lạc, 350 nha. Ông Duy Lạc bằng đá cẩm thạch, ở trên là sòn, ở dưới này ngồi trên úp sen. Rồi ông Duy Lạc ở sau là chữ phước, cắt cực kỳ luôn, đẹp. Thấy có mấy anh Mai ơi, anh nhận được cái mặt ông Duy Lạc rồi, đẹp lắm. Hết trơn luôn cả nhà ơi, còn có 3-4 cái hết rồi. Nè, nhờ mấy anh mấy chị yêu thương em làm một lần là một mâm vậy không đó. Mấy trăm mặt không ở đây hết, còn tới 10 cái luôn nha. Tới 10 cái hết luôn. Rồi ông Duy Lạc này, nhờ lúc nào cũng bán đắt mấy chị. Ông Duy Lạc này 300 may bao ship. Dạ ông Duy Lạc này bự nha. Duy Lạc này bự nha. Bự cũng luôn nè, cũng sắp hết nữa nè. Bự vậy đó. Mà mấy anh mới em mua. Anh đào đại gia bự bự con đeo đã lắm luôn. Đây, bự hết lòng tay luôn. Em mới khách em là đeo bự không nhau gì á. 750. 3 lượng 750. Móc bự đeo dây 10 lượng 20 lượng được luôn. Đeo chung giờ 18 ở nhà mình được luôn. Dạ em chào chị Lình Lê. Chào chị, cho em coi. À, chị có nhẫn khoảng 40kg không? Có chứ. Em lấy nhẫn một cây không? Cây 5 chỉ chị có 40kg có luôn. Nè, nhẫn này coi như nhỏ xíu nè, 5 chỉ. Nhẫn một cây cũng có luôn. Rồi, mặt gồng. Anh nào thích mặt gồng này, mai có móc nhỏ và móc lớn. Mặt gồng 550 ngàn, một lượng mấy luôn, miên con gồng vàng ơi nó đẹp nha, đúc miên con gồng luôn, rồi có móng, có giò, có đầu đó, miên con luôn, mắt đỏ luôn, thấy dễ thương không, đẹp không, mai làm cực kỳ đỉnh luôn nha. Đó, nhiều 550 ngàn, mặt gồng 550 ngàn, móc tơ lớn và móc nhỏ, bao ship nha cả nhà ơi. Cái mặt thì cái mặt kim tiền. Dạ ok chị, mặt kim tiền 300 chị An Nhiên ơi. Cảm ơn chị Ngọc Dung ơi, mấy chào Ngọc Dung. Lên nhẫn nữ nha mấy chị. Lên nhẫn nữ đi chứ em. Lên nhẫn nữ. Đặt hàng để số điện thoại giùm em mấy chị. Cảm ơn mấy chị thật nhiều nha. Rồi mai lên nhẫn nữ, nhẫn mong mai trước nha. Con nhẫn này trước đi con. Em lên nhẫn 3 số 7 trước cho mấy chị, đẹp dài hết lốt tay. Mai có đó, muốn hết nữa nè mấy chị. Sao? Bữa làm nhiều lắm, bữa nay hết nữa thấy mấy chị thấy không? Rồi, nhẫn này đẹp tuyệt vời luôn. Màu tím. Màu tím, màu già. Mai có 4 màu. Chị nào hợp màu nào lấy màu đó, hộp nào cũng sáng lấp la lấp lánh hết trơn. Là bao đẹp mấy chị nha. Rồi. Chiếc này dài nghe mấy chị, hết lóng tay luôn. Mã 37. Màu trà, màu tím, màu sen và màu vàng. Mai có 4 màu. 500 ngàn bao ship, hộp thì khỏi chê luôn rồi. Hộp là nó chiếu lấp la lấp lánh như dập đèn rồi. Đồng bên em là chuẩn màu 18 mấy cái khỏi lo luôn rồi. Rửa xà bông rửa chanh là sáng hói luôn. Mấy chiếc bự sang này mấy cái mua dầm đèn mất tiền lắm, khoảng 1 triệu tiền công nha. Chiếc này mai bán 500 ngàn mã 37, chọn màu giùm em có 4 màu. Rồi mang qua mẫu nha. Lấy con gớt. Đừng có cho gớt nha mấy chị. Gớt nhiều lúc gớt là cái đá nó bị em bóp đá không à, chứ không phải dán keo. Gớt là nhầm khi nó sẽ bị bể. Rồi cho cô đồng vàng trước đấy con, đồng vàng chỉ trước, con chỉ hai ba chỉ, ok. Em có con Thị Thu bữa nay làm đủ loại cho con, cho con Thị Thu luôn. Con Thị Thu bên mai bữa hôm nay có 150. Ôi nó đặt lấy cái băng keo nè, băng nè, gớt này con, là sẽ gớt con Thị Thu xuống đất thì mấy bạn bỏ. Mua con Thị Thu là mấy cái tặng kèm thêm một cước dây cho cả nhà mình, cước dây nè. Về nhà mình xỏ cái sâu chuỗi nhà mình đeo vô, cước dây này nó chắc lắm. Em đang đeo nè, em điệu lắm á chị, em cũng ngựa lắm, em đeo mới tháo ra nè.
em đeo cái hộp bi. Mai đeo cái hộp bi 50 ngàn viên. Mà mai đeo để làm gì phải không? Để mai nhập chi mai ngủ với em để em phật. Mới nói ra đó, em phái cái hộp bi đó một năm mấy rồi đó ba chị. Chứ em đeo cái hộp pha lê. Dạ em không có đeo gì nhiều, em chỉ đeo cái hộp này mới lai mới tháo ra nè. Hộp bi mày nè. Mấy chị cái cước dây nè. Mày có một cộng thôi. Đó. Cộng thôi nhưng mà đeo tuyệt vời. Đồng của em là em bao mấy chị tuyệt vời mặt trời luôn. Em đeo cái hộp bi này mấy chị xem lai em mấy chị biết. Em đeo một năm mấy rồi đó. Năm mấy rồi đó. Dạ. Hộp bi. Cái một hộp hộp kim cương, hộp gì hộp pha lê. Của hồi môn của em nó được nhiêu đó đó. Vậy lắc tay thì em không có để ở đây. Em để trong phòng quá. Rồi em lên cái con thị hưu cho cả nhà mình xem. Con thị hưu 250. Con thị hưu 250. Rồi em cầm từ cái cho mấy chị xem thì cho dễ nha. Dạ. Con thị hưu 250 là khoảng 15 ly. Rồi con thị hưu này là 150 nè. Khoảng 10 ly nè. Em mới làm xong. 150 mấy bao ship. 150 bao ship mấy chị. Về em tặng kèm thêm một cước dây. Chị nào mua con thị hưu có cước dây 150 ngàn, về cắt cái sâu chuỗi nhà mình về xỏ vô nha. Kỳ hưu bằng đồng 150. Rồi con 150 mới làm xong. Rồi con con 175. Để em kiếm con 175. Con 175 là nó khoảng 12 ly cả nhà. Đẹp nha. 12 ly. Rồi 10 ly. Rồi 15 ly. Ai mua Phật tôi đây cả nhà. 150, 175, 250 bao ship. Rồi em qua mẫu nha. Đây con. Nhẫn nhẫn chỉ đi con. Rồi, nhẫn chỉ. Nhẫn chỉ mấy chị. Quá trời đẹp, một chỉ, hai chỉ. Ba chỉ. Giống dần thiệt không? Đi gian luôn, một chỉ, hai chỉ, ba chỉ. 125 bao ship. Có ký hiệu Bình Mai trong nhẫn. Đẹp. Đeo đồng vàng rất là tốt cho sức khỏe mình luôn. Một chỉ, hai chỉ, ba chỉ. 125 bao ship nha. Để nhỏ nhỏ cho mấy chị em thấy đúng không? Rồi bắt đầu. Bắt đầu là một lượng. Đi nào cũng có nha mấy chị ơi. Một lượng mấy chị 150 bao ship. Chị nào thích lấy 5 chỉ có 5 chỉ. Để tùm lum đây mà không có được bò nữa. Này nhỏ này lớn thì có đủ cho nha. Đó mấy chị thấy cái này nhỏ xíu nè. Có luôn. Rồi đây 5 chỉ đây nè. Rồi mai này nhỏ này lớn này có đủ hết. 5 chỉ một lượng nha. 5 chỉ một lượng. Cái đồng này nó cũng giống như vàng 24 mình mua vàng vậy đó. Y gan luôn. Mấy chị mua mới vậy nó bóng vậy. Ngày đầu tiên nó bóng nó mới nó sáng. Rồi đeo cũ cũ từ từ đi như vàng cũ mình đeo vậy. Rất là đẹp nha. Đồng vàng. Một rớt quậy đi. Một chỉ, hai chỉ, ba chỉ. Rồi một cây thì một cây với 5 chỉ là 150 bao ship. Một kỳ hưu 150. Ok Dương Hồng ơi, để số điện thoại giùm Mai Dương Hồng ơi. Mặt cái nhẫn mặt ngang có 18 không chị? Có chứ. 18 250 ngàn một cây. Thích 18 hả Thanh Toàn? Ờ, thích 18 mà lấy 18. Cái chạy lên lấy cái lô 18 lúc có tủ cái tủ đó cuối cùng. Nhẫn vuông trơn chỉ. Có 18 em. Con cho con nhẫn mua Mai 150 đi con. Cái gì 18? Nhẫn chỉ, nhẫn chỉ 18. Đừng nói không biết để đâu luôn nha. Ở đây đỡ năm rồi đó. Rồi cái lô cuối cùng. Để em lấy nhẫn chỉ cho em gái coi chứ. Nè em thanh tiền thôi. 18 là một cây. Một cây 18 200. 18 mất tiền hơn nha. 18 là giống bào 18. Em lấy mặt tợ dung đúng không?
mặt nợ vuông 18 là giống màu 18 em ơi. Mặt nợ vuông 18 một cây 250. Một cây 250 bằng đồng vàng nha. Cây 250. Rồi mà nếu mà một cây mà trơn á là nó tới 200. Một cây trơn 200 nha. 18 mất tiền hơn. Trơn mày bán 150, 18 mày bán 200 nha. Rồi, có 5 chỉ cũng 200 luôn. Một chỉ, hai chỉ, ba chỉ thì 150 ngàn. Một chỉ, hai chỉ, ba chỉ thì 150 ngàn. 18. Mà mấy cái chỉ á, mấy chị thích đeo giống như dạng 24. Nè, mai còn mấy ngàn chiếc nữa nè. Mai đâu có lay, mai đâu có đeo vòng si đâu em. Hồng, Hồng Quanh ơi. Dạ. Ba chỉ ni 4. Có em giống lên. Lý gấm chứ, lý gấm có, lý gấm. Mai đâu có bán vòng si. Mai không có bán vòng si đâu. Mai không bán vòng si nha mấy chị. Mai có bán vòng si nhưng mà mai không có lay. Mai lai trực tiếp là hiện bây giờ mai đang lai là đồng vàng và đồng đỏ là đeo không phai màu. Bông mai đang đeo ngọc trai, bông đồng. Mai có bán vàng si. Em có bán vàng si không có phai màu em. Chứ không lai vàng si đâu nha. Vàng si nhà mai đầy luôn, mai không có lai mấy chị. Bữa nào mai lai một lô vàng si mai bán cho mấy chị, xe cho mấy chị đeo bữa ha. Chịu không? Bộ nè. Nhẫn nam nè, nhẫn nữ nè. Bộ nhiều lắm, lắc tay nè, bông nè. Vàng si mai không có lai mấy chị. Tại mai lai đồng quen rồi. Cái mấy chị lai chung vàng si, mấy chị đeo vài bữa khoai, cái này mấy chị đổ thừa đồng nó hết mẹ luôn. Thiệt. Cái nào nói thiệt. Vàng si đó ha, là mai nói thiệt chứ mấy chị đó là mai còn khoảng 500 triệu. 500 triệu vàng si nó còn vốn á. Mai không bao giờ nó bậy nha, thùng luôn. Mai cắt vô thùng đầy, mai chung đầy nhà mai luôn. Chung vàng si một. Nhà mai mặt bằng 8 mét, bên đây là mai bằng chung đồng, bên kia mai chung nhập sư, bên ngoài giường bên đó đó. Mai quay, mai nhà mai mặt bằng 8 mét, bự lắm, dài vô 10 mấy mét. Dạ, nhưng mà em lai, em mai lai chỉ có 1 mét thôi, 1 mét sau lưng em thôi, còn tất cả là đầy hết. Giặt si nhiều lắm. Mấy chị có lấy sỉ, có lấy giặt si lên mai bán rẻ cho mấy chị. Còn mới kem spend hết trong thùng, mai không lai luôn á. Tại mấy sao, mấy chị biết sao, vừa lai giặt si mà vừa lai đồng vô nó không có được. Tại vì vàng si thì đeo nó phai, mấy chị rửa nó phai đúng không, còn đồng là rửa chừng nào nó đẹp chừng nấy, còn không rửa là nó xấu, không rửa là nó không đẹp, nó không sáng, nó không, nó như nó ngã như màu bả chồng. Còn vàng si mấy chị rửa nhiều chừng nào nó phai, nó bay mẹ, nó màu nước si ở ngoài làm thành màu trắng ở trong, nó hợp kim si á. Dạ, hợp kim si á. Vàng si em nhiều lắm, em có like mấy chị ơi, không cần like luôn á, đẹp cực kỳ luôn nha. Rồi bây giờ mai like đồng cho mấy chị không à, rửa xà bông rửa chanh thường sáng không rửa xấu quá. Nhẫn bông mai đang like 150 ngàn, một nhẫn mai bao ship mấy chị 150 ngàn, mai bao ship mấy chị chi cao. Mai ngọt ngào dễ thương, ngày nào cũng thấy mai like buồn gì, like buồn giống như bị ghiền, không có thấy mai lai là buồn. tưởng đâu em lai buồn. Dạ, chị Cao ơi, mai cảm ơn chị Cao rất là nhiều luôn nè. Không có mai lai buồn thì có mấy chị định đó, hồi trưa mai lai nhiều đơn lắm luôn, hồi trưa mai sale nhẫn đó, quá trời luôn. Mấy cháu điện mấy cô quá hết trời đơn rồi, cái định tối nay không có lai, mà hàng thì đầy luôn, đầy nhà luôn. Ôi mấy con gắn đi mấy con ơi, gắn đi con lai nữa mấy con. Năn nỉ mấy đứa chó. Bà này nè, bà nói ủa sao không lai, chạy lên lai nữa nè. Chứ Liên nè, cười muốn chết luôn. Quá trời nhiều mấy chị yêu thương mua. Bởi vậy chị nào hồi chưa có mua thì mai đã có đơn hết rồi. Cháu nó đang điện không kịp, ngày mai điện. Rồi chị nào có mua bây giờ thì để số điện thoại giùm em nha. Hồi chưa có mua cái gì là để số điện thoại giùm em, hồi chưa có đơn rồi là còn số điện thoại ở đây, khỏi để nữa nghe mấy chị. Rồi mai lên nhẫn cho mấy chị mã 250 bông mai 250, rồi vòng thì 500, đẹp mấy chị, đẹp. Đêm nào có like cũng buồn mấy chị. Dạ, nhẫn mặt ngang 18 thanh tiền ơi, 250 một lượng em ơi, 250 ngàn, chứ mai bao ship. Rồi để số điện thoại chứ mai thấy này thanh tiền hay, cảm ơn em. Rồi mai lên nhẫn này cho mấy chị đẹp tuyệt vời mặt trời đấy nè. Mấy chị nhìn hai chiếc thì mai nha.
chiếc này 320, đồng vàng này máy chế mua thì công dòng đẹp mắt lắm luôn. Chiếc này 400, bông mai 320 là em gửi đúng mẫu này cho máy chế, bông mai 400 là em gửi đúng mẫu cho máy chế. Rồi bông mai 150 và bông mai 250 cho em gửi đúng mẫu cho máy chế hết. Cứ bông mai đồng vàng 150, bông mai đồng vàng 250, bông mai đồng vàng 350. Đeo đầy luôn. Bông mai này khoảng 8 chỉ, rửa xà bông rửa chanh thường sáng bóng đẹp, không rửa xấu quá cả nhà ơi. Nói vậy đi cho mấy chị xin mấy chị rửa để mấy chị sợ. Đầu xin cái chị mấy chị, mấy em gái đó mua cái lắc em đeo đâu cỡ tháng mấy gì chị Mai ơi, sao em đeo sao mà em thấy mấy chị kia đeo đẹp quá mà em đeo đẹp. Trời ơi, chị có rửa đâu. Cái chị gì hôm mấy ngày trước đem cái lắc lên shop em kêu giùm làm mới lại. Ủa trời ơi. Mấy chị rửa tại nhà. Rửa tại nhà. Làm mới tại nhà, rửa xà bông rửa chanh giùm em, không cần làm gì hết trơn, rửa xà bông rửa chanh lấy giấy rồi trà đậy nó cho nó khô cho nó bốc là nó đẹp liền, không cần gửi lên shop làm gì chi chết tốn tiền ship. Các em thấy vậy, em lấy cái lắc đó em lấy thuốc chùi đồng game chùi cho mấy chị coi, em lấy cây giũa móng tay game chùi em đang đăng đó, mấy chị coi cái like em, mấy chị kéo lại coi coi đúng không. Cái chị khách đó là đeo cho 2 tháng chưa rửa xà bông luôn, nó đóng nó ra ten đồng màu xanh xanh luôn, rồi nó đóng trong cái lắc từ lơ tùm lum luôn. Rửa xà bông rửa chanh thường sáng bóng đẹp mấy chị ơi, còn không rửa xấu quách nha đó chị nha, đồng nha, chứ không phải dặn si đừng có sợ bay màu. Bay màu em đền cho, bay màu cứ gửi lên may đền cho. Tất cả trong hàng em may đi là trong chiếc nhẫn may đang cầm là chiếc nào cũng có khắc mộc hết đó, bay màu em đền cho, không rửa xấu quách hết. Đồng bay là bao đẹp mấy chị, 350 ngàn đồng, chứ không phải dặn si đâu mấy chị, rửa sợ nó rửa nó phai nha. May lai đồng, may nói đồng, may lai đồng vàng, may nói đồng vàng, may lai đồng đỏ nói đồng đỏ, da dầm xin nó dầm xin mấy chị. Rồi mai qua mẫu nha, bông mai 350 bao ship. Rồi bắt đầu những chiếc nhẫn này đẹp nè, chiếc này nè, rồi mấy chị yêu thương lúc nào cũng bắn nắp mẫu vàng hết. Mấy chiếc này mấy chế mua mà dằn thì dằn thiệt là ít nhất 1 triệu mấy tiền công đúng không, 1 triệu mấy đúng không. Mai là mẫu dằn thiệt không mấy chế, thấy không tuyệt vời không. 520 chiếc nhẫn bự nha, 520 cái nào à, trang sức đeo bự sang bự đấy đó, các bạn trang sức bình mai với em làm mẫu như vàng cho mấy chế đeo bự sang to sang. Rồi mấy chế thấy có lắc giải cá mai đeo nè, mấy chế đeo thử trên tay ở ngoài nó đẹp lắm, mai mà biết giả đó, mai làm bự đẹp rồi cái phá là cực kỳ đỉnh luôn, cái phá là cái phá hợp cho mấy chế luôn, sắc khích giật luôn nha, mai làm đẹp không à, mẫu vàng hết đẹp, làm một mẫu đá một mẫu cho mấy chế. Rồi mai qua mẫu nhẫn nữ nha, nhẫn nữ 520, nhẫn nữ này nè đó cũng sắp hết luôn đây nè. Có những chị khách loại nhà mai đeo chiếc này nó bự lắm mấy chị, màu cực kỳ đỉnh luôn nha, màu tím qua cà sang lắm luôn, 501. Rồi em đeo một chiếc cho mấy chế coi, màu vàng lấy một chiếc thôi mấy chế, mấy chiếc này bự nè, mình sang mình để dành đi đám thì chị đi chơi đeo, còn những chiếc nhỏ thì mình đeo ở nhà đúng không, những chiếc nhỏ mình đeo ở nhà cho nó đẹp cho nó đồng, nó cũng rất là tốt cho sức khỏe mình. Rồi mấy chế đeo chiếc này ở nhà, chiếc đi chơi đó, chiếc này mình để 20 năm sau mà làm của hồi môn luôn, có 510 ngàn, 20 năm sau vẫn lấy ra đeo đẹp, rửa xà bông rửa chanh lấy bằng chải sạc 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 cái sấy khô loại cái chùi khô loại cái đeo sáng giới liền. Rồi cái hộp đá thì mấy chế vô tư luôn, hộp đá thì bao đẹp mấy chế luôn, khỏi sợ hộp đá nó mòn nó vậy chân, nó sáng giới cực rỡ luôn, hộp đá nha, bao đẹp hộp đá luôn, 501, 501 nhẫn mã 501. Rồi chiếc này là mai bán đắt nhất nè, chiếc này chiếc này nè, chiếc này hơi nhỏ ha, ây lớp xuống sòng rồi con ơi, đây chiếc này mai đắt nhất không biết bao nhiêu ngàn chiếc chị em, mỗi ngày mai mấy chị mua là gấp rất là nhiều. Chiếc này là nó không có to mà nó không có bự, nó không có lớn, nó không có nhỏ so với những chiếc nhẫn này mấy chế, thấy không nè, so với em này nó bằng có gốc tương em này thôi, nhưng mà mai bán rất là đắt. Đeo một chiếc mấy chế thấy bự thiệt, mà đụng tới chiếc này là lép hàng liền. Mấy chế nhìn nè, mày bán mày thiệt tình lắm đó. Những chị nào mà thích đeo trang sức to lọc lạ bự thì đó kết bạn với em, rồi chị nào thích đeo vừa vừa lấy chiếc này, chiếc này là mày bán nhiều lắm luôn. Chiếc này mã số 2 320, hộp thì khỏi chê luôn, màu thì khỏi chê luôn nha, màu trà màu trắng hộp chiếu sáng lấp lánh luôn. Đây mấy chế 320 mã số 2 dễ đeo, ngày thường vừa đeo không lớn không nhỏ,
chiếc này sang nha, 320 mã số 2 giùm Mai. Dạ, Nhu Thục Quanh ơi, chị Mai chào em. Rồi Mai để chiếc nhẫn này lên cho mấy chị coi bự nữa. Chiếc này bự lắm nha mấy chị. Chiếc này là nó sang. Nó sang, nó bự. Rồi. Màu tím, màu trà, màu xanh lá, màu tím, màu đỏ, màu trắng, màu trà, màu xanh lá. Bữa giờ em rảnh sợ quá nhắn tin Mai mà gửi hàng lộn, và một đơn mà được luôn. Chứ nhẫn chị có màu hồng đâu, gửi màu tím mà đi gửi màu hồng hả? Chiếc nhẫn có màu hồng đâu. À em lấy chiếc màu tím này mà cháu gửi màu hồng cho em hả? Giờ nói cho em thương không còn chiếc nữa. Không còn chiếc luôn. Em có lấy màu á thì em lộn màu thì em gửi lên cho Mai đổi cho em. Rồi cái mẫu này là không còn một mà còn có hai chiếc hết luôn. Thiệt. Màu nào cũng đẹp nha em. Rồi em thích màu tím, màu hồng gì đó thì em gửi, không có màu hồng. Màu tím với màu sen nha. Rồi em có không thích thì gửi lên cho Mai mà hết trơn rồi. Còn 2 3 ngày nó mới có nữa em. Ngô Thục Quanh đây. Thôi em để đeo luôn. Đúng rồi, cái nào cũng đẹp mà. Màu tím với màu hồng nó cũng ná với nhau mà chỉ hết trơn luôn, còn hai chiếc à. Lô Thục Quanh ơi, không thích thì gửi lên cho Mai đổi cho nghe em. Hết trơn hàng em ơi, hết luôn. Lô nó bán cháy hàng luôn. Rồi, Mai like cho mấy chị nhẫn Mai đang cầm là mã 500 ngàn. Hàng của em là nó bự, nó đẹp mà hộp thì sáng lấp lánh nha mấy chị. Để đeo đi Ngô Thục Quanh ơi, chị Mai cảm ơn em. Còn thích thì gửi lên cho Mai đổi cho nha. Bữa nay chị hết trơn này, còn có hai chiếc đang đeo đó. Hết luôn thiệt. Rồi Mai qua mẫu đó nha mấy chị. Này con, nhẫn này đẹp lắm luôn nè mấy chị. Mai làm nhiều lắm mà sắp hết nữa nè. Lô này là hiện giờ hết màu xanh lá luôn, còn có 1 chiếc nè. Giờ mấy chị yêu thương lúc nào cũng bán đắt mấy chị ơi. Muối không à. Ngô Thục Anh ơi, chị Mai cảm ơn em nha Ngô Thục Anh. Ừ, màu sen đẹp đẹp hả? Hiện giờ em đang lấy màu gì rồi? Màu nào cũng đẹp hết trơn các bạn ơi. Màu nào cũng đẹp hết, chiếc nhẫn này màu nào cũng đẹp hết trơn. Em nhìn cái hộp này em đi ra tiệm mua đúng không? 1 triệu mấy, 2 triệu tiền công. Cái màu bao đẹp em luôn mà nó đẹp như thật. Đeo ngón giữa úp cái tay lại đẹp lắm nha. Tại cái ngón giữa Mai nó bự, Mai đeo chặt. Thành ra Mai đeo ngón chỏ luôn. Đeo ngón giữa thôi đẹp lắm luôn. Rồi, cảm ơn Ngô Thục Anh ơi, chị Mai cảm ơn em nhiều nha em gái. Mua của Mai lâu lắm, 4 5 năm rồi đó. Mai cảm ơn em nhiều. Rồi, Mai like nhẫn này cho mấy chị. Màu trắng, màu đỏ, màu trà, màu tím. Đẹp lắm cả nhà ơi. Sòn đá 20 ly, chị nào thích nhỏ thì lấy chiếc này ha. Mai có 4 màu, rồi Mai đeo 1 chiếc màu tím qua cà cho mấy chị xem. Yeah, cao sang chảnh đẹp chưa? Hết sảy bà bãi luôn. Đó, rất là dễ thương. 1 chiếc thôi, không cần nhiều, 1 chiếc. Đây màu trắng mới thấy giống kim cương rồi mấy chị. Đó, kim cương màu trắng 20 ly mấy chị ơi. Thích xịt là mới có đâu chắc khoảng 2 tỷ mấy chiếc này. Bình Mai bán có 300 ngàn. Hộp thì sáng chứ bằng keo đó. Đó mấy chị thấy dọi đèn vô nó chiếu một phát luôn là y như dằn thiệt. Ai đâu bảo đảm mấy chị biết dằn giả đâu. Mấy chị đại gia đeo là nó thiệt bảo đảm. Khỏi lo. Sòn 20 ly. Bán cứ lo thiếu lầm hoài, giỡn hoài mấy chị ơi. Đỡ cho đỡ buồn ngủ nha mấy chị. Cho mấy chị coi em hoài, mấy chị nói cơ lơn hoài. Cho mấy chị đỡ buồn ngủ tí xíu, mấy chị thông cảm giùm em. Bởi vì mấy chị bá thương đó là vậy á. Rồi, em like cho mấy chị nữa, nhẫn đá dương. Màu xanh nha, xanh, xanh lá, trắng, đỏ. Dạ, 300. Mã N4. Lấy nhẫn giả tiền cho cô đi con. Lấy nhẫn giả tiền cho mấy cô đeo con. Chị Mai ơi, cái lắp 700 em đeo vậy chặt quá, em gửi lên đổi được không chị? Được chứ, đừng gửi được chứ không được. Vô tư. Được em, thương là thiên hương này. Được, lên chị đổi lấy đi 54 cho đúng không? Rồi em đeo 52 chặt. Cái lắp em đang gửi lên là chặt khoảng 1 mắt, 2 mắt. Em gửi lên đi, rồi bên chị sẽ điện cho em nha.
đều thích ra nha. Ga bưu điện gửi, shop có điện thoại, địa chỉ trên cái hộp. Vô tư nha. Mà bán một lần mua nữa. Bán một lần 455575 mua một chị mới 345455575 không bán một lần chặn Facebook. Ồ, bà đeo chặt kệ bà đi chứ. Đúng không? Đeo chặt kệ bà đi. Chặn Facebook bà liền. Gửi lên. Chặn Facebook liền. Rồi, xong. Rồi là xong. Không có em. Gửi lên cho Mai làm lại cho. Thì mà lấy dừa cho đeo. Đeo đẹp, mới mốt mua thêm cái khác. Câu Thực Anh là mua hàng của Mai lâu lắm luôn á, lâu lắm luôn rồi đó. Đúng không Thực Anh? Rồi, gửi lên cho Mai đổi cho. Không dừa, chặt rộng cứ lấy lên shop đổi cho mấy anh mấy chị nha. Bán một lần chị em mình có duyên mua, mua mà để đeo để nhớ. Ôi ôi cái shop mình Mai bán đồng đẹp quá trời đẹp luôn, mà bà này bà dễ thương thiệt là dễ thương luôn. Đeo chặt cái thì gửi lên cho bà cái xong bà làm cho mình vừa đeo mà nó đẹp quá trời luôn. Mấy cháu nó đang dẫn xe, tụi con dẫn vô coi chừng đụng kiến bên đây bể nè, thấy ngã cái bánh xe, ngã cái gì đó vô một cái cục rồi đó. Bạn My đúng không? Mới lắp cái xe vô cái tủ kiến sắp bể luôn, đụng vô đây luôn. Từ từ, cứ từ từ. Không cần gấp, cứ từ từ con. My ơi, mã này có xe không nhiêu mà mấy mắc tiêu rồi My? Mã 11 cô. Mã 11. Bữa nay mày bán cho mấy chị. Này 200. Hôm mai em bán cho mấy chị 200. Mẫu này lại bán tới 300 nè. Bữa nay em bán cho mấy chị 200 nè. Đẹp tuyệt vời mặt trời luôn. Nhẫn bông mai nha. Bông mai mấy chị nhìn kỹ đẹp nha. Bán cho mấy chị 200. Bông trắng và bông 7 màu. Mấy 7 màu đẹp mấy chị. 200 mã 11 giùm em. Cái nào cũng đẹp hết á. Mà em thùng thùng em like vậy đó. Mã 11 màu 18 chỉnh tì đẹp luôn. Mã 11 200 ngàn mấy bao ship. Chị nào lấy 7 màu nè mấy chị, bông mai nha. Nè màu trắng nè, 7 màu nè. Nè màu nè, đủ màu trong đây hết nha. Rất là dễ thương luôn, hộp đó màu không đó mấy chị. 200 mã 11. Lấy chiếc này đi mấy chị. Đẹp. Nó bằng, nó thấp mà nó bông mai may mắn cho mình. Dễ thương. Chị nào lấy 7 màu thì lấy trắng. Lấy trắng em còn có mấy chiếc à? 3, 6, 7, 8, đủ 10 chiếc. Dễ thương không? Ừ. 200 mã 11. Rồi, viết mã lên vụ hộ cô con. Mã 11, 200. Ghi ở trên ở dưới luôn. Trắng này biết trắng gì không đem lại? Để dành đó. Để dành đó mấy chị, để dành cho tặng cho mấy chị phân cứng. Bữa nay sale hết trơn rồi nè. Còn đâu nữa? Cái đó là để dành đó. Cái mâm đó là phải ở đây, trên cái tủ kia, trên cái tủ. Lúc ở chỗ cái tủ chỗ cái bông. Rồi để chút cho chỗ nào trống để cho em. Rồi em lên nhẫn này cho mấy chị mã 100. 179, 150 ngàn. Nhẫn bầu tròn, sòn không nha. Trắng trắng này là sòn tắm hết luôn. Đẹp lắm mấy chị. 79, 179, 150 ngàn. Rồi chiếc nhẫn tay quạt 150 ngàn. Mã 189. Nhẫn tay quạt mã 189. Ôi chiếc này rẻ nè. Chiếc này sắp hết đó nè. Em còn nào hết ít là em bán rẻ cho mấy chị đeo hết trơn. Mã 23, ba hàng hộp sòn 125 mấy bao ship. Còn khoảng mười mấy chiếc hết luôn. Mấy chị ơi, ba hàng sòn 125 bao ship mấy chị. Nghe nhẫn rẻ nha. Nhẫn rẻ nè nha. Rồi chiếc này nhẫn nhẫn này nó ôm tay đẹp lắm rồi mấy chị, nó ôm vô theo tay đẹp nè. Chiếc này là mã số hình thôi á mấy chị, mã 109 hình thôi, mã 109 hình thôi, 150 ngàn bao ship mấy chị. Đặt hàng để số điện thoại giùm em, mã 109 hình thôi, 150 ngàn.
Rồi em lên mẫu này cho mấy chị. Kim tiền dục tùm lum hết trình. Cái này qua cho bạn Ly gắn hộp cho tôi. Nhẫn này đây còn 5 màu mấy chị. 175, 7 màu. Hồng, trắng, đỏ, sen. 175.000 bao ship. Mã 24. Mã 24 175.000 mấy chị. Bao ship nha. Học ra màu cũng mắc lắm mấy chị. Mua hàng chị 4 năm rồi. Lúc còn chồng em mà chốt đơn hàng đẹp ok rồi, ok luôn. Gì nói nghe buồn quá vậy. Lúc còn chồng em. Bữa nay ổng đâu? Nhiều chuyện của mấy chị đó không? Nô Thục Anh ơi, chị Mai chào em gái ơi. Mai cảm ơn em nhiều lắm luôn nha. Tám nhiều chuyện mà. Nhẫn cưới hôm nay mày có đi bự nè mấy anh đi. Có đi to nha. Anh nào đặt đi bự cho mày có rồi đó. 195 bao ship. Nhẫn cưới có đi lớn nha cả nhà. Đi nhỏ có, đi lớn hôm nay mày có đi lớn luôn. Rồi em nào đặt đi nhỏ xíu có luôn nè. Nhẫn cưới 195 bao ship. Bông tai mà đang đeo bông ngọc trai 250.000. 250.000 em. Nô Dung ơi, dễ thương lắm. Đeo đi, đeo tổn tảng tàu tan dễ thương thiệt. Trẻ. Có 250.000 ngọc trai nha. 250.000. Dạ mấy chị yêu thương lúc nào mày cũng bắn đó. Con ghi nhẫn kim tiền hết nữa nè con. Bông ngọc, bông tai ngọc trai 250.000. Rất là dễ thương. Rồi, đeo 10 bữa nửa tháng, 2 tháng, 1 tháng gì đó mình lấy ra mình rửa xà bông chanh mình sạc sạc, xé cho nó khô xong đeo tiếp em. Bông đứt chặn, trên cái đứt bông có khắc một bình mai sau đứt bông nha. Như nhẫn kim tiền hết này con. Như giúp tôi đi. Nhẫn kim tiền 120. Sao bán đắt dữ vậy ta? 120. Nhẫn kim tiền bao ship. Bán đắt thiệt các mấy chị. Mấy chị thấy đồ em hết trơn luôn ở đây nè. Dạ mấy chị yêu thương lúc nào cũng bán đắt. Dạ mã 66, 150 bao ship nhẫn dài sòn mấy chị. Rồi nhẫn rẻ không á. Nhẫn đẹp đẹp ha. Chị ơi em mua nhẫn của chị đeo không có giờ. Sao vừa gửi lên chị đổi cho. Yên tâm Minh Thư, gửi lên chị Mai liền thành cái bút sen. Cho em xem xin men đi 59 hả. Đẹp ơi lấy 60 mẹ đi bà ơi. Chị 7, chị 57 ơi. Lấy 60 đi chị yêu. Lấy 60 đi chị ơi. 59 hay 60 cũng thế thôi á chị. Thôi bự lên chút xíu. Đồng đeo gọng chút cho nó thoải mái chị. Rồi nhẫn sòn mã 22, 150.000. Sòn tròn. Chị nào thích màu trắng một màu một. 150.000 đồng đỏ luôn. Không rồi gỡ lên cho Mai đổi cho em Minh Thư ơi. Mua nữa em không sao em. Không có gờ đỏ sao nha. Gửi lên cho Mai chiếc nó có hơi rộng. Thì ngày mai em gửi lên một hai ngày chứ Liên nhận xong chứ Liên nói là Minh Thư ơi em có đổi chiếc nhẫn này có rộng hay chặt chứ Liên lựa cho em bự hơn chút xíu, nhỏ hơn chút xíu nha. Rồi cứ yên tâm đi, không có bắt đâu. Cứ gửi ra bưu điện gửi. Rồi nhớ để cái số điện thoại mình chính xác dòng kỹ trên cái hộp gửi rồi ha, theo bưu điện. Còn không là lạc số điện thoại là nó sẽ lạc đồ á. Lạc số điện thoại bên Mai không có liên lạc được á. Rồi Mai la nhẫn túi tiền cho mấy chị. Mã bút mã 009 300.000 em bao ship mấy chị. Mã 009 300.000 bao ship. Nhẫn kim tiền 120 bao ship Kiều Quỳnh đây. Dạ. Yeah.
em cái nhẫn to to, em cái nhẫn ho ho to. Ok em Ngọc Bảo ơi, mai cảm ơn em cho cô dòng này đi con. Dòng này cô nhớ cô để trong cái gỗ đâu, rồi lấy cái khác đi chứ, thôi em nhận em dòng lại hả, lai cái này chị. Chị Mai yêu ơi, cái chợ dây sắm chị bao nhiêu tiền hả chị? Tối nay chứ em có đem dây sắm. Dây sắm chơi bên chế có 3 loại đó gạo ơi. Mấy gạo ơi, bên chế có 900 và 1 triệu 50 và 1 triệu mốt em. Để chứ lấy cho em coi liền. Lấy dây sắm giùm em chứ, triệu mốt hết luôn em gái. Mai làm thêm em có thích bự thì chế làm thêm, đang làm. Hết mấy ngày nay không hay luôn nữa. Nhẫn đẹp mấy chế, nhẫn mã số 7, 250 ngàn, bao ship. Đẹp không? Hộp đá màu, chứ là thích đá màu thì lấy em hết trắng nha. Rồi, màu vàng, tím, xanh ghiêu đẹp lắm cả nhà. Xanh ghiêu còn chiếc hai chiếc hết luôn, màu đỏ cũng dễ thương nha. Đỏ cam, đỏ cam, đỏ cam cho nó sáng, cho nó sáng, đó, cực kỳ đỉnh chưa. 250 ngàn, mã số 7, mã số 7, cái nhẫn bông chị đang đeo nhiêu? Cái nhẫn ho to chứ mai đem đeo là chiếc này hết hàng, còn khoảng 1-2-3 ngày nữa mới có. Em có lấy thì để số điện thoại dùm cho mai. Dòng thì 1,2 triệu, nhẫn thì 650, mặt dây chuyền 650, nhẫn hết nha cả nhà ơi. Giờ mấy chị yêu lúc nào mai cũng mắng đất là vậy, nhẫn hết, dòng hiện giờ mặt dây chuyền và dòng còn. Nhẫn này em lấy thì chứ mai có đâu 4-5 màu á, màu đỏ, màu tím nè, màu tím mai đang đeo nè, màu xanh đen, màu xanh lá, màu tím nha, màu sen đậm, mày có 4-5 màu như dần thiệt hết luôn. 650 màu giờ hết rồi em gái ơi. Cái dây sắn này em gái ơi, dây sắn lớn bữa nay làm được mấy cộng này. Giờ mấy chị thường mua đắt bán đắt lắm luôn. Mùa này mới tháng 8 á, từ tháng 10 lên còn bán đắt dữ lắm mấy chị. Rồi em là em bán từ tháng 10 lên đắt dữ luôn. Rồi dây sắn lớn này em ơi, em về quên mất tiêu rồi. Bé gạo ơi, 1,1 triệu em. Dây sắn to, rửa xà bông rửa chanh. Chị yêu nào, em yêu nào mồ hôi muối đừng lấy dây chuyền nha. Cái nào may nói trước lấy là sẽ bị ngứa. Mồ hôi dầu, mồ hôi muối đeo thường được. Còn mấy chị mồ hôi muối là đừng lấy dây nha, dây sắn, dây chuyền là mấy chị mồ hôi muối bị ngứa. Cái nào em bán em nói thiệt, không có nói chị ơi đeo đi không ngứa chị. Dạ, dây chuyền đồng là mấy chị đeo ngứa liền, em bảo đảm mấy chị nha. Mồ hôi muối đừng lấy giùm em. Rồi cộng dây này 1,50 triệu, cái gạo ơi cộng này vừa đeo đẹp nè, mồ hôi muối đeo bị ngứa nha cả nhà ơi. Rồi em bán năm nay 9 năm mà chứ không phải mới bán mấy chị. Vậy là mồ hôi dầu đeo đẹp nha, mồ hôi muối đừng lấy giùm em, lấy mất công mấy chị ngứa mấy chị đổi á, mất công thiệt. Bán một chị mua hoài chứ không phải bán một lần chặn Facebook mình nghỉ mua luôn đâu. Bán là nhà em sáng 8 giờ mở cửa đến 10 giờ đêm, không bao giờ bán bậy, không bao giờ nói bậy mấy chị đó. Em bán trên Facebook là năm nay gần 9 năm rồi, bán bậy làm bậy, bán bậy em không có bán đắt gì đâu nha, đứng vững trên thị trường mà muốn thiệt luôn. Với không bao giờ nói bậy, không bao giờ bán bậy. Chị em nào mua hôi muối thì đừng lấy dây chuyền, đừng lấy dòng xi măng, lấy dòng này được nè, lấy lắc tay được nè, lấy dòng xi măng là nó nhiều, nước nó vô khó rửa. Mồ hôi muối là sẽ nó ra mồ hôi, ra ten đồng, ngày đầu nhất là ra ten nhiều nhất. Dạ. Khi em đeo vậy đó mấy chị, khi em đeo online cũng ra ten xanh xanh. Em bán em nói thiệt tình cho mấy anh chị hết nè, đó, đồng nó sẽ ra ten, không ra ten là vàng thiệt, vàng si mấy chị, đó, vàng si không bao giờ đeo ra ten. Chùi nó cũng ra ten, còn đồng mấy chị đeo vô chút xíu cái tay mình nó xanh xanh liền. Rửa xà bông rửa chanh từ từ đeo cũ hết ten xong đẹp, cứ rửa ngày nào cũng rửa đó mấy chị. Thì đồng vàng giả mà không phải vàng thiệt đâu, và nó không may màu thì mình đeo mình phải biết cách xử lý nó đẹp, nó bóng hơn vàng 18k luôn. Chị nào mồ hôi muối đừng lấy dây chuyền giùm em, lấy mất công bị ngứa. Chị nào mồ hôi thường, mồ hôi dầu, nói chung ra là bán 1.000 đơn mình sẽ bị hai chị bị ngứa. Cái này em nói thiệt, nhiều chị mấy em mối mối tối nay không thấy nè, nhiều chị cái em gì mua đồ em nhiều lắm luôn mà chị Mai ơi, sao em đeo cộng như chị không có được, em tức quá luôn chị Mai thiệt.
mấy chị cũng bức xúc, vòng lắc tay đeo được, nhẫn đeo được, sao cộng như chị đeo không được, em tức quá luôn chị Mai. Thiệt mấy chị, một loại một hết. Và em cũng bức tại sao mồ hôi muối á mấy chị. Đeo, mình đeo đi chơi thôi, về nhà mình tháo lên rồi rửa sạch lại mới mốt đi đám cho chị đi chơi đeo ban ngày, còn ban đêm tháo ra không nữa. Còn đeo tối ngày quanh năm suốt tháng thì chị mồ hôi thường không được nha. Rồi em ơi lấy ra, chỉ mày có 3 cộng dây nha, mà lại mày tám quá trời luôn mấy chị, thấy không? Thiệt, nói thiệt hết trơn, nói thiệt cho chị em mua chứ không phải chị em mua xong rồi cái chị ơi em đeo ngứa rồi, xong chặn Facebook mấy chị vô cái tay này chặn cái xong có mua hoài bán hoài là vậy ha. Dạ mấy chị cứ yên tâm mua đồ may đi, chặt giọng may cho mấy chị đổi, sợ mấy chị đổi mà một tuần hai tuần không có nghe máy á, là lộn số điện thoại, điện lên shop may. Em ơi nè, ba số điện thoại trên đầu like lúc nào cũng để. Em ơi chế ơi, đây nhà em có chế Liên mà cũng năm mấy tuổi rồi. Dạ này mà đeo mặt kiến luôn mấy chế, theo không thấy đường này mặt kiến luôn, cứ điện lên shop em dùm em. Bữa đó chị có gửi lên một cái lắp bị chặt bị rộng gì đó, gửi lên một chiếc nhẫn bị rộng bị chặt gì đó, em dùm kiếm giùm chị chiếc lắp nhẫn nhiều nhiều tên gì trên cái hộp shop em sẽ đổi liền cho mấy chị hết, không có để làm gì hết à. Để cho anh chị đeo cho nó đẹp, đừng mai mốt mua nữa đeo nữa nha. Nhẫn thì mấy chị đeo vô tư không bao giờ ngứa hết, lắc tay rồi mấy chị còn mua muối đeo được. Rồi Mai Linh, nhẫn này là 215, vòng là 680, nhẫn lưới kim tiền 215 mấy chị, đẹp nha. Còn vòng lưới kim tiền 680 là em gửi đúng mẫu không lên mã nha mấy chị. Nhẫn lưới kim tiền 215, vòng lưới kim tiền 680 em gửi đúng mẫu cho cả nhà mình liền. Rồi vòng lưới 600, vòng lưới 600, nhẫn lưới 200, vòng lưới 600 bộ nha cả nhà ơi, bộ vòng lưới 600 nhẫn lưới 200 giùm em, để em gửi đúng mấy chị. Nhẫn lưới 220, nhẫn lưới kia dọn sống 220, dọn sống là đây nè chị mấy chị, kim tiền hai bên nè mấy chị, nhìn chiếc dọn dễ nè, những dòng bự nó dễ nè đó. Rồi phá thì phá em làm thích dữ lắm luôn, mấy chị mua hàng em nè đi như thiệt vậy, cái phá thích vậy nè chị thấy không. Rồi có hai bên gài hai bên hông. Hôm mấy ngày trước em cũng có một em đó chạy xe lại nhà em đổi chiếc dòng lưới nè. Dạ thiệt chạy lại đổi, em bên em làm là có ký hiệu bên dòng trong dòng hết nha, nhưng mà cái phá không có giống của em, cái phá nó khác. Em làm loại bột mà em chạy lại chị Mai, em mua vàng với chị Mai cho em đổi chị Mai. Cái nhân viên em điện chạy ra mở ra coi, nó coi cái này không phải của nhà mình đúng không cô? Dạ đúng rồi, không đổi được, không phải của em đâu đổi, là của mấy chị mua shop khác là cho em cũng lấy nữa. Shop em đổi cho nha, rồi shop mua shop nào đổi shop đó. Cái em nó chạy lại đổi cái vòng, dạ không có phải của em, cái phá khác, kiểu của em không có giống. Dạ cái phá của em mấy chị nhìn nè, nó sát nó xích tới vậy nè. Dạ có ký hiệu trong vòng hết mấy chị, mấy chị thấy nhà em like mai like đồ mâm thùng vậy mấy chị. Mua của em mấy chị hay gửi lên đổi, mấy chị mua có shop khác mấy chị gửi lên đổi shop em biết hết trơn à nha. Tất cả mẫu mã là có ký hiệu hết, có mã có mẫu hết, không có giống nhau đâu mấy chị, nhìn giống vậy đó không có giống nhau đâu. Đó, mỗi người làm khác nhau, gửi lên em đổi em không đổi cho mấy chị đâu. Shop khác mua đồ nè bỏ thùng trong đây nè, đẹp nó trên em nói mấy chị nè, bỏ bọc của nhà em đi, em dục nó đó chứ em đâu có làm gì đâu, em để làm kỷ niệm. Mấy chị cho em cũng đâu có tháo dục nhà em luôn, thôi chị Mai em tháo bỏ luôn chị Mai, tháo bỏ tại nhà em rồi em lên nhẫn cho mấy chị nữa. Nhẫn này mã 32, mã 32 200.000 đẹp. Rồi đụng cái nào like cái đó nha mấy chị mua shop nào gửi shop đó, mấy chị mua shop khác gửi lên shop em là không có đổi mất công, mấy chị tốn tiền ship. Mấy chị nghĩ em nhiều vậy em không biết, trời ơi sao không biết được mấy chị, biết hết trơn. Giờ chị gửi đồ mấy shop khác lên chị Mai ơi, không phải của chị thôi em bỏ luôn, khỏi gửi về đâu chị, bỏ luôn, bỏ tại nhà em quá trời luôn. Dòng này sao kiếm thấy nhẫn con phụ cô coi hết tới đường mấy chị, đừng nói hết nha.
Dạ chiếc dòng kim tiền 650.000 nha mấy chị. Có chiếc nhẫn 201. Chiếc nhẫn 201 nha. Bây giờ hết thấy rồi. Không biết em làm mâm nào rồi. Rồi. Chiếc nhẫn hình thoi 200 mấy chị. Kêu bằng nhẫn hình thoi giùm em, nhẫn kim tiền hình thoi 200 giùm em. Kim tiền hình thoi 200 nha mấy chị. Kim tiền hình thoi là em gửi đúng mẫu cho mấy chị, mấy mẫu này em không lên mã nha. Rồi. Dòng bi 800 mấy chị. Dòng bi 800. Dòng bi 800. Rồi này chứ. Cái kim tiền, nhẫn kim tiền chắc hết quá. Rồi cho cô nhẫn khác đi. Chị Mai ơi, em mặc em một cái mặt túi tiền, bán cho em một hộp thuốc phượng đồng. Đúng rồi. Em gửi cái lắc lên chị làm, chị gửi cho em luôn nha. Ok em Thiên Hương. Cái em để số điện thoại, em vô điện em để số điện thoại mình đang xài chính. Rồi em gửi lên, cái link sẽ điện cho em. Rồi cái lắc đó chặt còn một mắt hai mắt gì đó đi mấy đó chứ làm cho em. Rồi lấy thêm thuốc hưởng thuốc chủ đồng, rồi thêm một cái mặt túi tiền nha. Rồi chị Mai cảm ơn em Thiên Hương ơi. Cứ gửi lên mấy chị mua đồ em cứ gọng chặt em cho mấy chị đổi, không có sao hết trơn đó mấy chị. Đồ có Mai mà cho đổi hết, có ký hiệu mà cho đổi hết mấy chị. Rồi em đeo cả đời mà, không phải đeo một ngày một bữa đâu nha. Không có phải dằn xi đâu mấy chị sợ. Đeo thoải mái, đeo vô tư. Rửa xà bông rửa cho anh sáng bốc. Rồi Mai lên cho mấy chị chiếc nhẫn này là mã 13. Mã 13 200. Bây giờ em bán chiếc này cho mấy chị. À, 200 thôi. 200 thôi. Còn à 12 13 chiếc hết rồi. 200. Lấy luôn đi mấy chị. Mã 13 200 cho hết luôn, đẹp lắm mấy chị ạ. Hết á, còn ít đó bán rẻ cho mấy chị luôn. Đe dọa quá rồi, con hay lấy cho cô cộng thun thôi. Đó đó lụm cộng thun hết luôn. Con kéo mấy bạn mã 13 200 cô sale cho hết luôn. U tê dọa quá mấy chị ơi. Ngồi không mà ngồi trên ghế dựa cũng tê dọa. Đơn nhiều lắm mấy chị, em gặp mấy chị bấm nút kết bạn nha, em gặp lô nào còn ít em không làm á. Đẹp mà anh ngưng. Em làm mẫu mới không cho mấy chị nè, mấy chị thấy đẹp không? Không đẹp không lấy tiền luôn á. 200 mấy chị đeo rẻ hơn nhẫn xi gấp mình nhiều luôn. Đó, đẹp không? Hộp màu đỏ nha. 200.000 nhẫn dài nha, không bự không nhỏ dễ thương. Lấy hết đi mấy chị. 200.000 mai bao ship mấy chị luôn. Mấy chị ơi, chiếc này là mới bán 300 mấy á. Giờ mai còn khoảng 6 13 chiếc 200k nhẫn mã 13. Rồi còn bấm giá lên báo mấy bạn 200. Mấy bạn không biết mấy bạn đánh máy. Rồi 200 mã 13 200 bao ship. Đây một quả giá tủ. Rồi chiếc này là mã 49 195 dài hết lóng tay luôn mấy chị. Đeo chơi mấy chị đẹp. Đeo ở nhà chiếc này thấp nó không có dướng cộm gì chưa. Những chiếc này là sòn tấm trong chiếc nhẫn hết nha. Kiểu hoa văn kiểu. Mã 49. Mã 49 mấy chị. 195.000 may bao ship. Mã 49 145.000 may bao ship mấy chị nha. Rồi. Cái lắc tím. Cái nhẫn 650. D14. Cái lắc tím, nhẫn tím luôn hai em gái. Bảo Ngọc ơi, cho cô có lắc tím hay không? Lắc tím lắc trà mày mới làm xong tối nay nhiều lắm luôn. Lắc này đúng không em? Mày à, tối nay mới làm một mâm luôn, vẫn nổi luôn nè mấy chị thấy không? Lắc tím này đúng không em Bảo Ngọc ơi? Mã 120. Bảo Ngọc ơi phải ok chứ mai mới làm xong chiều nay luôn. Làm thêm á, lô này mai mới làm mấy lô rồi đó. Mới làm thêm chiều nay nữa nè mấy chị. Màu trắng, màu trà, màu tím. Đẹp, bao đẹp. Cho đây cho cô có lắc này kìa. Cho mai đeo cho em coi. Lắc này đẹp lắm luôn. Mấy chế mà mua lắc này dòng thiệt. Ít nhất hơn 2 triệu tiền công. Tại vì sao cái hộp đá, đá nhiều. Hộp đá sòn. Nó tính tiền công vàng, tính tiền sòn nhiều lắm mấy chế. Em mai làm đá tốt không luôn. Cho mấy chế. Và chiếc lắc này đẹp, bảo đảm. Để rất là yên mình lướt hộp bi trong đây. Đi nào cũng có nha. Rồi con đeo cái này đi con ơi.
đeo gọng gọng cho cô thoải mái tí xíu. Mày đeo một cái cho mấy chết coi, lắc mày đeo cả đời luôn nè. Phải lắc này không em ơi? Đó, mấy chế mua dòng thiệt nhiều. Cái hộp đá là nó chiếu cỡ này nè, gắn từ viên tròn nha. Mấy chế thấy nè, gắn từ viên tròn mày có ba mặt, ba màu, màu này mày bắt đắt lắm, thiệt luôn. Mà mới làm thêm, mấy chế thích màu nào lấy màu đó, mày có ba màu, màu đẹp cực kỳ luôn. Phải lắc này không em ơi, Bảo Ngọc ơi? Phải ok dùm cho mày. Lắc tím hay là dòng tím nha, dòng tím 1.2 triệu, lắc tím cũng 1.2 triệu luôn. Dòng cái mai đang đeo có màu tím luôn, nhẫn thì dòng này 1.2 triệu luôn. Lắc 1.2 triệu luôn nha cả nhà, lắc mãi 120. Rồi em mê màu tím lắm mấy chị ơi. Màu tím thì gặp mai là mai đeo liền rồi. Mã 13 200k. Ok chị Bùi Phạm, mẫu đó sale đó chị, còn mấy chiếc mai bán hết á. Cảm ơn chị, báo mấy bạn mã 13 200k nghe con, sale sale đó chị. Mai đeo có lắp tiếng cho mấy chị coi đẹp. Rồi bác có thấy đường đâu bố bóp ơi, con ra đây để cho con nha. Không thấy đường đeo bật kiến đâu bóp. Dạ Lâm thông cảm ba đêm mấy chế, năm mấy tuổi ra mắt nó bị làng. Mấy chị em mình năm mấy tuổi ra mắt nó bị cái kèm đâu rồi chết. Cái kèm cô bóp cái khóa lại mấy chế đeo vàng á. Bóp cái khóa nó hơi lỏng quá mấy chế, lấy cái kèm bóp lại giùm em cái nha. Bóp cái khóa cho nó chặt lại, cái khóa hai cái móc nè. Đây mà đeo vô á, chứ thì mình bóp lại một chút. Hai cái khóa nè mấy chế. Mày làm hai cái phá nè, hai cái phá bên hông nè. Rồi mấy chế bóp lại cái nha. Đó, cái phá này là nó phá hộp cực kỳ đẹp luôn, sát thịt luôn. Lắp màu tím 1.2 triệu, màu tím là đẹp hết sải luôn. Mấy chế nhìn nè, đẹp lắm nha. Mày đeo nhiều quá mấy chế nhìn không đẹp đúng không? Đeo một cái là hết sải luôn. Rồi mày lên nhẫn nữa cho mấy chế xem nha. Chút nó nghỉ cho mấy chế, mấy giờ mấy chế nhiều đơn lắm rồi. Mấy cháu thương lúc nào cũng mất đắt là vậy đó. Mấy cháu điện không kịp á, ngày mai điện nha mấy cháu. Hồi chưa lai điện không kịp, mai điện. Mấy cháu nào mà hồi chưa có mua hàng á, điện chưa rồi, ngày mai mai điện nha. Rồi, mai lên mặt dây chuyền cho mấy cháu. Tại vì nhiều đơn lắm, hồi chưa mai lai nhiều đơn lắm mấy cháu. Rồi. Cái dòng bướm 750. Dòng bướm 750 ha. Mặt bướm là 380. Rồi cái nhẫn bướm là 350, một bộ 1.480.000. Mai bớt mấy chế mình 80.000. Còn 1.400.000. Ủa cô có để cái dòng 700 đây đây, tụi con lấy đâu rồi? Dòng này nhầm. Trường còn 750. Chôm cái dòng 700 của cô mất tiêu mẫu rồi. Mai có dòng 700 nhỏ hơn tí xíu nha. Rồi. À, mai là nhẫn nữa cho mấy chế. Nhẫn này nhiều mẫu đẹp lắm. Mấy chế cứ đợi. Mai lấy ra cho mấy chế nha. Nè, nhẫn mã 20 nè. Nhẫn mã 20 là 200.000 nhẫn kim tiền. Nè. Cái này bữa đó cô lên mã mấy? Cái này là mã 20 nè cô. Cái này bữa đó cô có lên mã. Rồi nhẫn kim tiền là mấy chế 200.000 chiếc bao ship. Kim tiền này cao nha. Nè kim tiền nè, sòn nè. Chiếc này cũng mẫu dòng thiệt, mẫu dòng thiệt, hộp vàng nha. 200.000. Hộp đá bên mai là mai vô hộp đá tốt không hả mấy chế nhìn nè. 200.000. Em nào hỏi nhẫn kim tiền 200 mã 20 nè em. 200.000 mai bao ship. Có 4 màu, còn 4 màu nha. Rồi em lấy kim tiền 175.
Kim tiền 175 là cái hộp có màu trắng thôi, nó hơi thấp. Kim tiền 175, chẳng kim tiền sòn 175 giùm em. Kim tiền sòn 175 màu trắng nha mấy chị, còn màu trắng thôi nha. Có dây chuyền số 8 không chị? Có cho em dây chuyền số 8 1,7 triệu chứ còn ít cộng. Con kiếm cộng dây chuyền số 8 này thêm. Con nhớ không, tối nay mày lại chậm của 20 cái nha. Chưa có lại dây chuyền được luôn. Còn ôi còn mấy cộng dây chuyền nè. Anh nào đang xem mai lấy cộng dây chuyền này đẹp mấy anh ơi. Anh nào chưa có bồ là đeo có bồ liền. Đây, chị nào chưa có bồ đeo cộng này có bồ liền mấy chị ơi. Có nhiều đâu mấy bà ơi. Mấy anh ơi, có cộng dây có 4 triệu, có mặt dây, cái mặt có 750 ngàn. Đeo cả đời luôn. Đeo vàng mai chừng nào cũ, chừng nào nó đẹp chừng nấy. Đeo 3-4 năm cũ nó đẹp còn hơn mới mua. Cứ đeo cũ chừng nào làm của hồi môn. Đeo cũ chừng nào nó bóng, nó sáng, nó mới, nó đẹp. Vô rửa xà bông chanh hết ten, nó thành như vàng 18K. Nó mòn chừng nào nó đẹp chừng nấy. Mới không đẹp, cũ nó đẹp nha. Cũ là nó y như vàng 18 thiệt. Mình đeo lâu năm lâu đời luôn. Bao mấy anh mới đẹp luôn. Hấp sĩ. Vàng mình mai hấp sĩ. Đây mấy chị, đẹp. Mấy anh mấy chị đeo đẹp lắm luôn. Đó, 10 cây nha, 10 cây nha, 3,7 triệu. Trời ơi, thôi luôn. Dây chuyền nó đẹp. Đây dây chuyền hả mấy chị? Chị này nhẫn này chưa? Đây dây chuyền. Rồi, lên dây chuyền luôn. Lên dây chuyền đi con ơi. Lên dây chuyền đi con, lên dây chuyền chút Mỹ con. Dây chuyền ông chút. Đẹp không? Thôi được lắm luôn, 900 ngàn. Dây ông chút 900 là em gửi đúng mẫu cho mấy trái liền. Dây ông chút 900 ha. Rồi. Dây 10 lượng. Dây 10 lượng cả nhà ơi. 4 triệu, dây 10 lượng 4 triệu. Chị Mai ơi, cái nhẫn 527 hộp màu nó rớt một hộp rồi. Gửi lên chị làm lại giùm em. Ok em. Gửi lên đi Ngọc Linh. Gửi lên chị Mai làm cho nha, không sao. Gửi lên chị gắn hộp cho. Cái hộp ruby đừng lần rớt nha. Chiều nay có chế nào rớt cái nhẫn hộp ruby. Tiền ơi, cái hộp ruby, cái nhẫn 800 ngàn, cái hộp ruby 700 ngàn rồi đó bà. Cái hộp đó màu em gắn cho mấy chế được. Cái nào nói thiệt. Còn cái hộp ruby á. Chiều mới vô ngủ chứ Liên. Ôi, chạy vô Trần ơi, mới mệt quá, mới vô nằm ngủ chứ mà chạy vô có ghéo. Rồi để đó đi. Để đó đi rồi cái em. Đang lại nhà hả? Đây, dây kiểu số 8 1,7 triệu đi nàng đẹp ơi. Dây kiểu số 8 không đẹp không lấy tiền. Còn ít cộng hết rồi. 1,7 triệu dây kiểu số 8 mà em không lên mã nha. Chứ nhẫn mà ruby mấy chế biết cái hộp nó không là 600-700 ngàn hộp. Cái hộp mất tiêu cái hộp rồi là thua rồi đó. Còn hộp đá thừa, hộp đá mày đang đeo nè, mày có thể gắn miễn phí cho mấy chế được nha. Còn cái hộp đá kia là hộp đá ruby mất tiền lắm, nhiều lúc hết không có mua được đá luôn á. Nhẫn mà 800 đá ruby không còn chiếc nào luôn, nhẫn nữ. Cái lô này cho con cái mâm khác đi, đầy quá à. Nên dây ít thêm mấy chị. Dây chữ công. Dây chữ công 700. Dây chữ công vuông 700 cả nhà ơi. Đẹp luôn nha. Bao ship. Dây chữ công vuông 700. Rồi mấy dây mấy chị coi dây mai nè. Dây mã số 3, dây phan lập 600. Mã số 3. Dây mai đang đeo bự hơn tí xíu, mã số 4. Mã số 4. Rồi, dây phan lập mai đang đeo mã số 3. Mã số 3. 700. Xin lỗi 600. 600. Trời ơi quên mấy chị rồi. Rồi. Dây N. Dây N 600. Dây N 600 mã số 1. Mã số 1 600. Dây N. Ồ, lộn dây chế vô đây nè nha. Lộn dây sắn vô đây nè. Dây sắn mày đang cầm 1,50 triệu. Những chị nào mồ hôi muối được lấy dây chuyền nha mấy chị ơi.
chị nào mồ hôi thường mồ hôi dầu lấy dây chuyền được, mồ hôi thường mồ hôi dầu lấy dây chuyền được, chị nào mồ hôi muối lấy dây chuyền đeo bị ngứa nha mấy chị. Mấy chị có thích dây chuyền thì mấy chị lấy đeo, khoảng mình đeo ban ngày, sáng trưa chiều tối được, tối mình tháo ra, mình đi ngủ mình tháo ra giùm em. Còn đeo quanh năm suốt tháng như chị mồ hôi thường là nó sẽ bị ngứa, đồng nó sẽ tiếp xúc với mồ hôi muối là nó sẽ ra ten nhiều đó, là nó sẽ bị dị ứng dị ngứa nha. Em bán em nói thiệt cho mấy chị chứ không có bán nói tầm bậy mấy chị. Mồ hôi muối đừng lấy dây chuyền, nếu mà mấy chị có lấy thì mấy chị đeo ban ngày thôi, biết mình mồ hôi muối mình đeo nó sẽ dị ứng á, mình đi đám đi tiệc đi chơi mình đeo ban ngày thôi, còn cái này mình tháo lên. Rồi cộng dây này là dây chữ công 650, đẹp lắm mấy chị, dây chữ công 650, cái mặt là mặt hột bi, mấy em trẻ trẻ đeo đẹp này. Dễ thương, cái mặt hột bi là 120, dây là 650 cả nhà ơi, dây 650. Mấy chị có thích dây nào để mã để số thoại giùm em nha mấy chị. Hình như con ai khóc hả ta? Hả? Ừ, nghe như cái em bé khóc luôn. À, dây chữ công 900. Dây chữ công 900. Bình luận giùm em dây chữ công 900 đi. Em gửi đúng mẫu cho mấy chị luôn. Gửi lên mã đó mấy chị ơi nha, không có lộn. Dây chữ công 700, dây chữ công 650, dây chữ công 900. Rồi. Cộng này là mã 59 nè, 1.050.000. Dây chữ công 1.050.000. Không lên mã nghe mấy chị, 1.050.000. Mã 59 á, mấy chị cứ lấy dây chữ công 1.050.000 giùm em đi. Rồi 800 có luôn. Rồi, dây chữ công cộng này Mai đang cầm nhẹ nè, cộng nhẹ nè, cộng này là nhẹ 1.050.000, cộng nặng đâu rồi ta, cộng nặng mới làm rồi đâu. Rồi, hôm nay nhiều lắm. Rồi dây chữ công này là cộng tròn mã 59, 1.050.000 nè. Chị nào thích tròn nè, lấy cộng này, 1.050.000. Rồi chị nào thích vuông lại lấy cộng này, 1.050.000. Mã 59 hai cái mẫu này một mã một, nhưng mà cộng thì tròn, cộng thì vuông nha. Cộng nào cũng đẹp mấy chị, 1.050.000. Cộng nào đeo cũng như vàng hết. Cộng này Mai đeo một nặng nè. Cho cô có nhẫn gì đây đi không? Nhẫn lung linh cho cô đi. Cái tay nó chống. Chống. Chút nghỉ cái mấy chị ơi. Mày cũng đuối quá mấy chị. À, chút nghỉ đi. Chẳng mấy ngựa mày mới làm xong mấy trăm nè mấy chị thấy nhiều cỡ này ha. Chưa chắc cả đóng luôn nè. Là một hai bữa hết. Đẹp, nhờ mấy chị thương lúc nào cũng hộ Mai. Chẳng mấy ngựa đẹp không mấy chị? 195 bao ship. Đi nhỏ có, đi lớn có, đi nào cũng có nha mấy chị. Đó, nhỏ xíu luôn, đeo không vô luôn đó mấy chị thấy không? Đó, đi to, đi bự, đi nhỏ, đi có chân cho mấy chị luôn. Chị nào cái tay nó xíu có luôn, đó thấy không? Mà làm đầy đủ đi cho mấy chị chân. Rồi chị nào mà đeo đi nào cũng có hết chân. Chẳng lấy ngựa đẹp chưa? Mấy trăm chiếc luôn mấy chị thấy không? Một đống chưa chắc luôn. Đi nào cũng có nha cả nhà ơi. 195 bao ship. Rồi, mai lên cho chị. Tiếp cho mấy chị xem. Dây này mấy anh em đẹp nè mấy anh trai ơi. Cộng này là tuyệt vời mặt trời luôn. 1.1 triệu, cộng dây nặng khoảng 2.5 lượng, nặng đặc. Còn anh nào thích nhẹ lấy cộng này. Cộng nhẹ mới đây đâu rồi. Đây, đây. Cộng này nặng nha. Đây, cộng nhẹ, nhẹ nè. Nhẹ nó khoảng 1 lượng thôi. Hai cộng nó đồng mẫu. Đồng mẫu mà cộng thì nặng thì mắc hơn có 50.000 thôi. Tại vì cái cộng này là Mai làm trước. Cộng này làm trước nè. Cộng này làm sau nè. Nhẹ nè, nặng nè nha. Rồi hai cộng như nhau, anh nào thích đeo nhẹ thoải mái thì lấy cộng này 1.050.000, anh nào thích nặng thì lấy cộng này 1.1 triệu. Dây chữ công kim tiền, khúc này kim tiền, khúc này chữ công nha, mẫu vàng luôn, cực kỳ đẹp luôn. Mã 101,
1.1 triệu. Rồi mã 105, 1.050.000. Lưu Nguyễn cho cộng dây chuyền dẹp hả? Cộng dây chuyền dẹp cô đeo đâu con? Đâu rồi? Mã dây này bưng lại đây cô, bưng cái lô lại cô luôn. Rồi bưng này lên đi con. Để dây này chung một chỗ đi. Để nhiều chỗ quá không biết được bò. Rồi. Dây dẹp nè em. Dây dẹp cộng này là số 4. Cộng dây mai đang cầm là mã số 4. Mã số 4 nó có nhiều đâu, nó có ít xịu à, nó có 800 ngàn thôi. Một lượng mấy luôn, 800k. Dây mã số 4 cả nhà ơi, dây thân lập đeo hoài không xưa mấy chị. Mã số 4 800 ngàn may bao ship mấy chị. Mã số 4 800k bao ship nha. Rồi dây này nè, đẹp nè. Dây ống trúc 900. Bán đắt lắm luôn, mày mới làm thêm chiều nay nữa đó mấy chị. Dây ống trúc 900. Rồi dây này đẹp nữa nè. Dây này là mấy cộng dây này mai đắt mà làm thêm, mai đắt mà làm thêm mẫu mới không nè mấy chị. Cộng này là để vài bữa mai làm thêm mẫu bự nha. Mẫu này có 1 triệu thôi. 1 triệu thôi, đặng đặt. 1 triệu. Bao đẹp nha. Rất là đẹp luôn, mẫu mới luôn. Nam nữ đeo được hay cả nhà. Dễ thương lắm luôn. Cộng 1 triệu mã 100. 1 triệu mã 100. Bao ship cả mình nha mình. Rồi. Dây trái khế 600. Đây. Dây trái khế 600. Đẹp chưa? Dây trái khế vừa đeo nè mấy chị. Dây trái khế này mấy em trẻ trẻ đeo đẹp. Dây trái khế 600 màu xích. Rồi, đẹp không? Em cái dòng mã 527 màu xong chưa chị Mai? Chưa. Chưa, em ơi, gái ơi, mới bắt đầu làm mà em. Cũng hoài 2 tuần á. Chưa. Trời ơi, em nghĩ đâu muốn làm cái ọt cái là xong đâu em gái. Đâu có dễ đâu, đúng không? Phải vẽ mẫu nè. Rồi phải làm khuôn nè, rồi phải làm sáp nè, rồi phải gắn sòn nè, rồi phải đem lên nấu nè. Rồi phải tùm lum hết trơn á. Đâu phải muốn làm cái là ngày mai rồi đâu em yêu. Rồi chị Mai vài ngày có liền. Chị nói làm là làm liền rồi. Có liền em gái yêu ơi. Tôi có làm rồi. Rồi chứ Mai đi từ từ có nha. Vài bữa có em yêu ơi. Rồi Mai Lan dây này là mã 73. 730 cả nhà ơi. 730 mấy cộng nhỏ nhỏ mấy em dễ thương đeo. Dễ thương lắm luôn mấy chị. 730. Dây trái khế 600. Rồi. Dây trái khế 800 cả nhà ơi. Dây trái khế 800 này khoảng 1 lượng nha. Khoảng 1 lượng. Mai có dây 900 nữa đó. 900 chắc hết luôn rồi nó đang làm mấy chị. Mã số 3, xin lỗi mã số 2. Dây N này khoảng hơn 1 cây 800. Mấy chị. Mã số 2. Mã số 2 800. Rồi. Hả? Dây trái khế 900. Dây trái khế 900 nó nặng khoảng lượng mấy nha mấy chị. Rồi. Dây N bự hơn. Dây N 800, dây N 2 triệu nó khoảng 2 lượng mấy. Qua đem nhiều dây. Có dây chỉ công vàng chanh không chị Mai? Dạ không, Ngọc Linh thấy vàng chanh hả Ngọc Linh? Chứ Mai đang làm màu vàng đồng vàng, chứ không có làm vàng chanh. Đồng vàng nó giống dây 24. Khoan lạc, giống vậy nè. Khoảng cổng cỡ này luôn nè. Rồi vài ngày có nha. Chưa có rồi, hàng nhiều lắm chưa rồi mấy chị. Từ từ Mai like mấy cái mấy em bấm nút kết bạn. Mai có cái nào Mai like cái đó nha. Rồi, dây nào Mai đang cầm là 1.2 triệu. Mã 120. Có dây nào mới like gì đó mấy chị ơi. Đang làm nhiều mẫu đẹp lắm luôn mà chưa có xong. Lúc nào cũng làm mẫu mới cho cả nhà mình hết trơn á. Lúc nào cũng làm mẫu mới liên tục cả nhà ơi.
hết tới đường rồi. Nghỉ nghe mấy chị. Ồ, 10 giờ mấy luôn hả? Mấy giờ rồi con? 10 giờ. Nghỉ rồi mấy chị ơi, nghỉ ha. Ôi, mà chút cơ mà quên mấy chị. Rồi mai lấy cộng này là 1.550.750, nghỉ mấy chị ơi. Nghỉ nha, mai quay phiếu mấy chị nha. Mấy chị ngủ đi. Mai lấy nữa mấy chị. Cho cháu nó nghỉ, nó đuối lắm rồi, sáng giờ quá trời luôn mấy chị ơi. Nghỉ mấy chị ơi. Mai cũng đuối luôn. Rồi. À, đuối đùi đuôi luôn mấy chị ơi. Rồi, mai tặng hai phần quà mấy chị nha. Hai phần ông Di Lạc. Chị nào chưa có trúng quà nhắn tin bên trong tin nhắn giúp em, nhắn tin bên Zalo giúp em. Cháu này là nó chốt quà nè. Cháu đơn đã đứng gần em nè. Đó, quà nào chị nào trúng mai cũng tặng mấy chị hết trơn. Chị nào chơi mai mai tặng, mai chơi cái gì mai tặng cái đó mấy chị, không có chơi tầm bậy nha. Đâu đó là quèn. Ai mai cũng tặng hết. Rồi. Mai quay phiếu mấy chị nha. Lấy mai còn quay nó gõ hơn con ơi. Đây con. Hai phần ông Như Lạc không đồng gửi tới nhà cho mấy chị. Ông Như Lạc quách tự động không xài pin xài gì hết nha mấy chị, chung trong tủ nhà mình đó, mới ken luôn á, chung trong tủ nhà mình mấy chị. Rồi mai quay cho mấy chị nha, nút đỏ là tự động. Hai lá bồ đề nha mấy chị, hai lá bồ đề đâu con, một phần hai món. Mà bao ship mà gửi tới nhà cho mấy chị. Ngọc Dung ơi, mấy chào Ngọc Dung. Dạ mấy chị, chúc mấy chị ngủ ngon nha. Mấy chúc vậy. Dạ chị Thu Lê, nãy giờ chị Thu Lê có mua đồ mai nè. Ngày mai gửi quà chung cho chị luôn. Chị Thu Lê hình Phật nè chị ơi, chị Lê Thu, Thu Lê, Thu Lê nè chị. Dạ một lá bồ đề để trong cái bóp tiền. Mấy chị, để trong bóp tiền. Rồi hai lá để trong cái điện thoại, một phần một lá hai phần nha mấy chị ơi. Chị Thu Lê giùm em. Chị Thu Lê nè con. Nè chị. Rồi ngược ha, ngược ha. Đó, bên mai trúng quà ngày mấy, giờ nào. Rồi, chị Thu Lê giùm em. Hai phần nha mấy chị, chúc mấy chị ngủ ngon nha. Chúc mấy em ngủ ngon, chúc Ngọc Dung ngủ ngon. Chị Nguyễn Lan ngủ ngon. Dạ, chúc mấy chị ngủ ngon. Chị Kim Ngân, chúc Kim Ngân ngủ ngon. Em Thị Nguyễn nha, Thị Nguyễn. Thị Nguyễn nãy giờ cũng không mua đồ của mai nữa nè. Thị Nguyễn ơi, cảm ơn Thị Nguyễn nè. Rồi. Thị Nguyễn nè con. Thi Nguyễn, Thi Nguyễn không có dấu. Thi Nguyễn nha, Thi Nguyễn ơi, mấy chị chúng qua chụp hình qua tin nhắn giúp em. Dạ. Nhắn tin nhắn trang đăng like giùm em. Nhắn tin qua Zalo bên số mai có 3 số điện thoại trên đầu like mai đăng like. Rồi, mai chúc mấy anh mấy chị mấy em ngủ ngon, chúc mấy cháu ngủ ngon, chúc cả nhà ngủ ngon nha cả nhà ơi. Em chào cả nhà hết. Con tắt lại hộp cô đi con. Hàng để số điện thoại giùm chị em. Kim Ngân ơi, để số điện thoại giùm chị Mai.